Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 41. Giờ phút này hai người đều bộc lộ pháp khí, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở bám lên. Chém giết ngay trong chớp mắt. Người bên ngoài sân càng lúc càng đông, sau khi mấy tông môn cổ xưa nghe được tin tức thì đều có mặt. Lúc này, Côn Luân, Nga Mi cộng thêm mấy tông môn cổ xưa lớn khác ở nước ngoài đều lục tục tới, sau khi nghe được tin tức cũng bị thu hút mà đến. Trong đám người của Côn Luân, người Chiêm Khánh và đại trưởng lão của Côn Luân dẫn đầu đệ tử Côn Luân đứng trên một chỗ cao bên ngoài sân, quan sát Dương Bách Xuyên và Mộc Đạo Nhiên. Đại trưởng lão hiện nay của Côn Luân Tiên Phong Đạo Cốt Hạc Phát Đồng Nhan tóc trắng mặt hồng hào, Lăng Hư Tử, cũng là đại sư huynh của sư phụ Chiêm Khánh Nhân, híp mắt nhìn bên trong sân, hỏi Chiêm Khánh Nhân bên cạnh, Khánh Nhân, con đã gặp Dương Bách Xuyên, con cảm thấy tên Dương Bách Xuyên này chống lại Mộc Đạo Nhiên còn có phần thắng không? Đại trưởng lão, con khó mà trả lời được. Lần trước gặp Dương Bách Xuyên thì cậu ta vẫn có tu vi sơ cấp tiên thiên tầng 9, mới không gặp 3 tháng mà cậu ta đã có tu vi cao cấp tiên thiên tầng 9. Tốc độ tu luyện của thằng nhóc này đúng là nhanh tới hiếm thấy, hơn nữa trên người Dương Bách Xuyên có một loại hơi thở rất đặc biệt, khiến người ta không thể nhìn thấu cậu ta. Con đã giao thủ với cậu ta, tuy rằng lần trước vì Lôi Đình Sư Bá ngăn cản nên chưa phân thắng bại, nhưng Dương Bách Xuyên tuyệt đối chưa dốc hết toàn lực. Mặc dù Mộc Đạo Nhiên là tiên thiên tầng 9 đại viên mãn nhưng chắc chắn có thể thắng được Dương Bách Xuyên. Đương nhiên đây chỉ là phán đoán của con, mắt Chiêm Khánh Nhân phát sáng nói. Ha ha, nhóc con vậy mà lại khen Dương Bách Xuyên một câu tốc độ tu luyện hiếm thấy, phát ra từ miệng con ngược lại cũng khó. Nói vậy quả nhiên Dương Bách Xuyên này còn là một nhân vật cấp bậc yêu nghiệt. Dương Bách Xuyên có thể được Lôi Đình Sư Bá của con coi trọng thì chắc chắn có điểm đặc biệt, điều này ta tin Lôi Đình Sư Bá của con. Cả Côn Luân chúng ta 500 năm tới cũng chỉ có thằng nhóc con là có thể so sánh với Lôi Đình Sư Bá của con. Tốc độ tu luyện của Dương Bách Xuyên rất nhanh nhưng con cũng không kém, chẳng phải chỉ 2 tháng hơn mà con đã tăng đến cao cấp tiên thiên tầng 9 ư. Nói thử xem nếu con đối đầu với Mộc Đạo Nhiên sẽ có mấy phần chắc chắn. Lăng Hư Tử cười khanh khách nói. Hỏi tới vấn đề thực lực của bản thân, Chiêm Khánh Nhân vậy mà không hề khiêm tốn chút nào, cười kha kha nói. Mộc Đạo Nhiên chỉ ỷ vào trong tay có thần binh cực phẩm mới chiếm một chỗ cắm rùi trong giới võ cổ, nếu con đối đầu với lão ta, trong vòng trăm chiêu chắc chắn giết được lão ta. À, theo như con nói thì Dương Bách Xuyên cũng có thể giết Mộc Đạo Nhiên. Lăng Hư Tử nhìn người sư điệt Chiêm Khánh Nhân này, kiêu ngạo hỏi toàn bộ Côn Luân. Chuyện này khó mà nói được, dù sao con cảm thấy Dương Bách Xuyên quá tà dị, con đánh nhau với cậu ta thật đúng là không phân được ai thắng ai thua. Chiêm Khánh Nhân nhìn chằm chằm vào trong sân nói. Lăng Hư Tử cười ha hả nói, xem ra thiên tài của Côn Luân chúng ta đụng phải đối thủ rồi, ha ha ha. Lăng Hư Tử cười vang dội, lập tức lấy ra một chiếc gương đồng đưa tới trước mặt Chiêm Khánh Nhân, trịnh trọng nói, hành trình đến bí địa núi Trường Bạch này của Khánh Nhân không phải chuyện đùa, đây là chí bảo của Côn Luân, con hãy cầm lấy. Chiêm Khánh Nhân thấy cái gương đồng trong tay Lăng Hư Tử thì biến sắc, sau đó trở nên kích động thất thanh nói, gương Côn Luân. Đại trưởng lão việc này, đây là chí bảo của Côn Luân ta, e là Khánh Nhân không nhận nổi. Cầm lấy đi, nếu con không nhận nổi thì Côn Luân sẽ không có ai nhận nổi. Đầu tiên sư phụ của con chuẩn bị bế quan tấn công bình cảnh, chuyện lần này, con chính thức tiếp nhận vị trí trưởng giáo của Côn Luân. Gương Côn Luân chính là chí bảo mà trưởng giáo các đời mới có thể trông coi. Thứ hai, 3 ngày trước Lôi Đình sư bá của con về Côn Luân tìm ta với sư phụ con. Ông ấy đã đồng ý để con tiếp nhận vị trí trưởng giáo của Côn Luân, còn cố ý dặn dò, lần này đến bí địa Trường Bạch hãy giao gương Côn Luân cho con, bởi vì Lôi Đình sư bá của con có chuyện quan trọng muốn giao cho con làm ở bí địa. Đương nhiên, ông ấy còn nói ngoại trừ con, Dương Bách Xuyên cũng là một trong số đó. Ngoài ra còn có tên yêu nghiệt kia của Nga Mi, Hồ Tiên Nhi của Hồ Gia Đông Bắc vân vân, cộng thêm con, lần này Lôi Đình sư bá của con chọn 6 người. Năm hạng đầu trong thập đại yêu nghiệt đều có mặt. Về phần làm chuyện gì thì con đừng hỏi, sau khi tiến vào bí địa Lôi Đình sư bá của con sẽ liên hệ các con. Ông ấy còn cố ý dặn dò, tên Dương Bách Xuyên này trọng tình nghĩa, có thể quen thân. Sau khi tiến vào bí địa, Lôi Đình sư bá của con hy vọng con có thể làm thân với Dương Bách Xuyên, cũng tiện hoàn thành chuyện ông ấy căn dặn. Đưa gương Côn Luân là để con phòng thân. Đúng rồi, sau khi luyện hóa gương Côn Luân sẽ có tác dụng kỳ diệu. Tuy rằng cũng là thần binh cực phẩm nhưng gương Côn Luân chí bảo của Côn Luân ta không phải thần binh bình thường, xem như thuộc hàng đầu của thần binh, vì vậy chí bảo có thể giúp con thuận buồm xuôi gió trong bí địa hơn.
Chiêm Khánh Nhân nghe đại trưởng lão Lăng Hư Tử nói xong thì trong lòng thật sự hơi chấn động, mở miệng hỏi, Lôi Đình Sư Bá ông ấy. Lúc trước quả thật trí nhớ của Lôi Đình Sư Bá còn xảy ra chút vấn đề, không nhớ ra được chuyện trước kia, sau này mới khôi phục. Có điều sau khi ông ấy tỉnh táo thì ở vân môn của Dương Bách Xuyên quan sát Dương Bách Xuyên, vì vậy không hề rời khỏi. Lần trước con đến vân môn Lôi Đình Sư Bá của con không nhận con là vì ông ấy có tính toán của mình. Có điều ông ấy kỳ vọng rất cao vào con, nếu không đã chẳng giao trí bảo bực này như gương côn luân cho con. Chuyến đi đến bí địa lần này con phải ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của Lôi Đình Sư Bá con, lần này cũng là thử thách cuối cùng đối với trưởng giáo tương lai của côn luân là con hiểu rồi chứ? Lăng Hư Tử trịnh trọng nói, đệ tử đã hiểu, xin đại trưởng lão yên tâm, chắc chắn Khánh Nhân sẽ không phụ kỳ vọng của Lôi Đình Sư Bá và sư phụ. Như vậy rất tốt, xem cuộc vui đi. Cùng lúc đó, trong một hàng hơn 10 người của Nga Mi, mỗi người đều là nữ, một bà lão mặc đạo bào màu vàng nói với một cô gái đội mũ mạng che mặt, chuyến đi đến bí địa Trường Bạch lần này của Dĩnh Nhi có lẽ sẽ có rất nhiều yêu nghiệt, giống như Dương Bách Xuyên này, trong tay cũng có thần binh cực phẩm. Hôm nay sư tổ giao kiếm thanh hồng của Nga Mi ta cho con, hy vọng con có thể thuận buồm xuôi gió ở bí địa. Đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng của sư tổ. Ở khe núi đối diện, trong một đám hòa thượng, một lão hòa thượng nói căn dặn một tiểu hòa thượng trông chừng 18-19 tuổi, đồ nhi à, chuyến đi đến bí địa lần này vi sư không thể xen vào được, con tuyệt đối phải cẩn thận. Lần này xem chừng một lão già ở Côn Luân đang hạ cờ, sau khi con đi vào, mọi chuyện hãy cẩn thận. Lão hòa thượng người có phiền không vậy, đã nhắc mấy trăm lần rồi. Được được được, con là tổ tông, A-di-đà Phật, Phật môn thu một tên yêu nghiệt như con cũng không biết là phúc hay họa. Được rồi, không nói nữa xem trò vui đi, cẩn thận quan sát chiêu số thủ đoạn của tên Dương Bách Xuyên này, sau khi tiến vào bí địa cậu ta có thể là đối thủ lớn của con. Chậc, đối thủ của con là tên tạp mao tiểu đạo Chiêm Khánh Nhân kia của Côn Luân. Khiêm xưng của đạo sĩ. Ở đây đang nói với ý châm biếm. Trong khi Dương Bách Xuyên và Mộc Đạo Nhiên đang quyết đấu, trong khe núi có rất nhiều tông môn đều diễn ra cảnh tượng tương tự, nhiều đôi mắt đều đặt trên người Dương Bách Xuyên. Trong sân, Dương Bách Xuyên ra tay tấn công Mộc Đạo Nhiên trước. Anh không nhìn xuống dưới, bởi vì anh biết đánh nhau với Mộc Đạo Nhiên chủ yếu là để là lập uy trên đại hội luận đạo tiên thiên. Người vây xem càng ngày càng đông, Dương Bách Xuyên đã cảm nhận được rất nhiều hơi thở mạnh mẽ. Nếu không bắt được Mộc Đạo Nhiên, có lẽ tiếp theo anh sẽ bị đánh hội đồng. Trong lòng anh hiển nhiên vẫn chưa quên đối thủ cũ là Thần Tông và M. Nguyệt Môn. Dương Bách Xuyên dám chắc, nhất định người của Thần Tông và M. Nguyệt Môn sẽ ra tay với mình. Vì vậy trước tiên anh phải bắt Mộc Đạo Nhiên lại giết gà dọa khỉ, khiến người của Thần Tông và M. Nguyệt Môn không dám hành động bừa bãi. Nếu không, người ba tông môn liên hợp lại bao vây tấn công anh thì không ổn. Kiếm đầu long trong tay vận chuyển chân khí. Sau khi khẽ động tâm niệm, kiếm khí huyền huyễn cũng được tích trữ chờ ra lệnh, anh hét lên một tiếng tung ra một kiếm với Mộc Đạo Nhiên. Mộc Đạo Nhiên cũng hơi híp mắt, vung vẩy đôi ngô câu trong tay, một con mãng xà lửa và một con mãng xà hình thành từ hàn khí, một lạnh một nóng xông về phía Dương Bách Xuyên. Mãng xà lửa xuất hiện từ trong ngô câu, vài người đứng khá gần lập tức cảm giác được một làn sóng lớn xuất hiện, không kìm được mà lùi về sau. Mà mãng xà hàn khí bò sát đất. Những nơi đi qua bùn đất lập tức đóng băng. Đây là thuộc tính trong thần binh cực phẩm của Mộc Đạo Nhiên, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta tê cả da đầu. Đây là, có người lần đầu tiên nhìn thấy trong thần binh còn có thể xuất hiện mãng xà lửa và mãng xà băng. Là thần thông gì sao? Đã nghe nói trong tay thanh thần Mộc Đạo Nhiên tiền bối có thần binh cực phẩm từ lâu, có thể dùng chân nguyên hóa hình, hôm nay vừa thấy quả là thế. Dương điên nguy rồi. Lăng Hư Tử bên phía Côn Luân sau khi thấy tình hình trong sân thì lắc đầu bảo, thằng nhóc Dương Bách Xuyên này gặp nguy rồi. Lăng Hư Tử vừa mới nói xong thì con ngươi co lại, khẽ kêu, không đúng, hình như kiếm khí của Dương Bách Xuyên không hề kém hơn mãng xà nước lửa của Mộc Đạo Nhiên. Đại trưởng lão, con tuyệt đối hiểu rõ kiếm khí của Dương Bách Xuyên hơn, dường như kiếm khí của cậu ta còn mạnh hơn hồn kiếm khí. Ra là vậy. Bên phía Nga Mi. Bà lão nhìn chằm chằm vào trong sân nói với cô gái đội mũ mạng bên cạnh, sau này Dĩnh nghĩ phải cẩn thận, nếu đối đầu với Dương Bách Xuyên phải coi chừng thanh kiếm trong tay cậu ta. Sư tổ, chẳng lẽ kiếm khí của Dương Bách Xuyên còn mạnh hơn mãng xà nước lửa của Mộc Đạo Nhiên ư? Cô gái đầu đội mũ mạng hỏi. Bà lão cười ha ha nói, chuyện này tất nhiên rồi,
Trong mắt người khác thì kiếm khí của Dương Bách Xuyên bình thường không có gì lạ, trông chẳng khác gì những kiếm khí bình thường, mà mãng xà nước lửa của Mộc Đạo Nhiên thì khí thế vô cùng to lớn, rất nhiều người đều cho rằng Mộc Đạo Nhiên lợi hại. Không ngờ rằng thứ càng mộc mạc tự nhiên không có gì lạ thì có thể không huênh hoang đòi mạng nhất. Kiếm khí của Dương Bách Xuyên còn hơn kiếm hồn chi khí thượng cổ, mà thuộc khí thần binh của Mộc Đạo Nhiên còn không sánh bằng kiếm hồn khí thượng cổ. Có điều chuyện này cũng phải nhìn xem thủ đoạn chiến đấu của Dương Bách Xuyên thế nào, chống lại Mộc Đạo Nhiên đa mưu túc trí cũng không phải dễ. Thì ra là thế, đa tạ sư tổ chỉ điểm, Dĩnh Nhi nhớ kỹ rồi. Đôi mắt xếch dưới mũ mạng lóe sáng nhìn chằm chằm bóng dáng của Dương Bách Xuyên trong sân, dường như muốn nhìn thấu anh. Khe núi đối diện, Lão Hòa Thượng và Tiểu Hòa Thượng cũng đứng đằng xa chỉ trỏ trận chiến của Dương Bách Xuyên và Mộc Đạo Nhiên. Lão Hòa Thượng một thân cà sa rách dưới, trong tay cầm một hồ lô rượu, vừa uống vừa hỏi Tiểu Hòa Thượng, Đồ Nhi, vi sư hỏi ngươi, ngươi đoán xem kiếm khí của Dương Bách Xuyên mạnh, hay là Mộc Đạo Nhiên xuất sắc hơn? Tiểu Hòa Thượng sờ cái đầu chọc trắng bóng của mình, sau khi gảy gảy ngón ta phủi một chút bụi bặm trên cà sa trắng thuần trong dính một hạt bụi, đưa tay giành hồ lô rượu trong tay Lão Hòa Thượng rồi đột ngột uống một ngụm, sau đó nói con nói này Lão Hòa Thượng, người có thể đừng cho nước vào trong hồ lô rượu được không, tất cả đều là rượu thật được không? A-di-đà Phật, vi sư là người xuất gia, kiêng rượu có được không? Không phải là nước có lợi cho sức khỏe à, cứ tưởng tượng nó thành rượu. Nước uống vào bụng thì chính là rượu. Lão Hòa Thượng nói với Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng trợn mắt một cái, dừng, lời này của người đem đi lừa người khác đi, còn kiêng rượu. Sao lúc người nhìn lén quả phụ dưới núi tắm không nói cai sắc đi? Khụ khụ khụ, Lão Hòa Thượng đột nhiên ho khan dữ dội, lập tức đen mặt nói, nếu không phải lão trụ trì nói con có thể là đại năng Phật môn chuyển sinh thì vi sự thật sự muốn một tát đập chết con. Sau này loại chuyện này hãy lựa lúc không có người mà nói, dù sao ta cũng là sư phụ con. Ha ha, con phải nói với người, nếu người không phải sư phụ trên danh nghĩa của con thì con cũng muốn một tát đập chết người. Tiểu Hòa Thượng ha ha chào phúng. Cuộc trò chuyện của đôi sư đồ kỳ lạ này khiến đám Hòa Thượng bên cạnh buồn cười, nhưng cả đám đều không dám cười, trông có vẻ đã quen luôn rồi. Trở lại chuyện chính đi, nói cho vi sư biết cổ kiếm của Dương Bách Xuyên mạnh. Hay là thần binh của Mộc Đạo Nhiên lợi hại? Lão Hòa Thượng hít sâu một hơi đổi chủ đề, ông ấy sợ còn nói tiếp sẽ bị tên nghịch đồ này chọc tức tới hộc máu. Không có hứng thú trả lời, tự xem chẳng phải sẽ biết ư. Tiểu Hòa Thượng ném hồ lô rượu chứa nước trong tay cho Lão Hòa Thượng, ánh mắt lóe lên tia sáng nhìn trong sân, không để ý tới Lão Hòa Thượng nữa. Con, tên nghịch đồ này, Lão Hòa Thượng bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đây là sư đồ mà lại không giống sư đồ. Quả nhiên là hai thái cực. Người làm sư phụ một thân cà sa rách nát, vô cùng lôi thôi, hồ lô rượu mang theo bên người đựng nước, gọi đồ đệ là tổ tông. Người làm đồ đệ thì vừa khéo trái ngược với sư phụ, một thân áo trắng hơn tuyết, gọi sư phụ là Lão Hòa Thượng. Quả nhiên là một cặp sư đồ kỳ lạ, một cặp hòa thượng kỳ lạ. Trong sân, kiếm khí huyền hoàng của Dương Bách Xuyên và kiếm khí mãng xà nước lửa của Mộc Đạo Nhiên đã xảy ra va chạm. Ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ nặng nề vang lên. Mọi người chỉ thấy kiếm khí màu trắng bạc của Dương Bách Xuyên lập tức biến mất không thấy đâu trong sự giáp công của mãng xà nước lửa của Mộc Đạo Nhiên. Chỉ trong giây lát, kiếm khí mãng xà nước lửa của Mộc Đạo Nhiên đã vào tới chỗ cách người Dương Bách Xuyên 3 mét. Xong rồi, Dương Điên sắp xong đời rồi. Không ngờ kiếm khí mãng xà nước lửa của Mộc Đạo Nhiên lại đỉnh đến vậy. Chẳng phải thế sao? Kiếm khí của Dương Điên nhìn thì có vẻ rất ra gì nhưng hóa ra lại chỉ có hình thức mà thôi. Lần này Dương Bách Xuyên sắp bại trận rồi. Người vây quanh xem bàn luận sôi nổi. Đám người thiên tuyệt của võ đang thay đổi sắc mặt. Phong Thiên Nhai và vài tán tu của Vân Môn cũng thay đổi sắc mặt. Mà Ngô Mặc Thu đang âm thầm ẩn mình cũng sốt ruột, cô tức khắc bay về phía Dương Bách Xuyên. Ở trong mắt mọi người, mãng xà nước lửa của Mộc Đạo Nhiên đã đến chỗ chỉ cách người Dương Bách Xuyên 3 mét rồi. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn bình tĩnh đứng bất động tại chỗ mà chẳng biết tránh né chút nào. Nhìn thì đúng như bị dọa đến mức choáng váng vậy. Làm rất nhiều người đổ mồ hôi lạnh thay cho Dương Bách Xuyên. Đương nhiên, chỉ có sắc mặt của những lão quái vật của mấy tông môn lớn ở phía xa xa là tương phản hoàn toàn với đại đa số mọi người. Lăng hư tử của Côn Luân nói thầm, ôi chao, kiếm khí của thằng nhóc này còn vượt quá cả tưởng tượng của lão phu, bà lão của Nga Mi nhìn chằm chằm vào sân và nói. Rốt cuộc là kiếm khí dạng gì nhỉ, thậm chí còn hùng mạnh hơn cả kiếm khí của kiếm hồn cổ.
Lão hòa thượng uống nước trong bình hồ lô rồi nói, Dương Bách Xuyên đúng là một tên quái vật. Đồ nhi, còn đừng có bất hòa với Dương Bách Xuyên, dù sao cũng đừng biến thành kẻ thù. Mới đầu vi sư cho rằng thằng nhóc này có chỗ dựa là tên đồ tể lôi chấn tử của Côn Luân, nhưng bây giờ xem ra thực lực của bản thân tên nhóc đó cũng không hề yếu đâu. Tiểu hòa thượng hừ lạnh một tiếng nói, chuyện không gây thù còn cần người nói à, nếu thấy tên đó ngứa mắt thì ông đây vẫn đánh. Ngoại trừ mấy lão quái vật tránh ở thật xa hóng chuyện, có một người cũng nhận ra sự hùng mạnh của kiếm khí của Dương Bách Xuyên. Người này chính là kẻ trong cuộc Mộc Đạo Nhiên. Làm người trong cuộc, đương nhiên Mộc Đạo Nhiên hiểu rất rõ sức mạnh và tất cả mọi thứ của kiếm khí mãng xà nước lửa của mình. Khi giao đấu kiếm khí với Dương Bách Xuyên, nhìn qua thì tưởng mãng xà nước lửa của lão cắn nuốt kiếm khí của Dương Bách Xuyên trong nháy mắt. Nhưng trên thực tế, thứ mà Mộc Đạo Nhiên cảm nhận được lại là kiếm khí của Dương Bách Xuyên đang tung hoành bên trong mãng xà nước lửa của lão. Cắt rời mãng xà nước lửa của lão từng tấc một. Điều đó khiến sắc mặt Mộc Đạo Nhiên khó coi hẳn, lão không ngờ Dương Bách Xuyên sẽ xuất sắc đến thế. Hoặc có thể nói rằng thanh kiếm cổ trong tay Dương Bách Xuyên đã vượt quá sức tưởng tượng của lão. Chỉ có Dương Bách Xuyên tự hiểu trong lòng rằng cùng với việc tu vi tăng cao đến mức có thể sánh ngang với võ cổ giả tiên thiên tầng 9 cấp cao, uy lực khi anh sử dụng kiếm khí huyền hoàng cũng mạnh mẽ hơn trước kia nhiều. Cũng chính vì thế, anh rất rõ về những tổn thương mà kiếm khí huyền hoàng của mình gây ra trong cơ thể của mãng xà nước lửa của Mộc Đạo Nhiên. Cho nên, Dương Bách Xuyên mới bình tĩnh nhìn mãng xà nước lửa cách đó 3 mét đang chuẩn bị đánh đến người mình mà chẳng hề cựa quậy chút nào. Lúc này, Dương Bách Xuyên cảm thấy Ngô Mặc Thu vốn ẩn mình đang sốt ruột lao đến, bèn vội vàng truyền âm qua linh thức cho Ngô Mặc Thu, Thu Nhi, đừng sợ, tất cả đều trong tầm khống chế của anh cả rồi. Sau khi nói xong, miệng anh nhẹ nhàng nhả ra một chữ miệng nhẹ nhàng hộc ra hai chữ tản ra. Cùng với hai chữ tản ra của Dương Bách Xuyên, mãng xà nước lửa chuẩn bị đánh đến trước người anh lập tức hóa thành mảnh nhỏ. Đồng thời, anh niệm một tiếng ở trong tai và ra mệnh lệnh cho trùng tử trong tai công kích. Anh muốn nhân cơ hội chém Mộc Đạo Nhiên một cái. Bên ngoài sân, tình huống mà rất nhiều người trông thấy chính Dương Bách Xuyên sắp bị mãng xà nước lửa của Mộc Đạo Nhiên cắn nuốt, bởi vì mãng xà nước lửa chỉ còn cách anh có 3 tấc, sắp chạm lên ra đến nơi. Nhưng trong khoảnh khắc đó, đã có rất nhiều người ngạc nhiên đến nỗi suýt rớt cả tròng mắt. Mãng xà nước lửa của Mộc Đạo Nhiên đứt gãy từng khúc trong nháy mắt, toàn thân mãng xà nổ bắn ra những tia sáng bạc chói mắt. Chẳng phải đó chính là kiếm khí màu trắng bạc trước đó của Dương Bách Xuyên hay sao? Lúc này mọi người mới hiểu ra, thì ra Mộc Đạo Nhiên không hề xuất sắc đến vậy, Dương Bách Xuyên còn cao tay hơn. Mãng xà nước lửa của Mộc Đạo Nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Phụt! Mộc Đạo Nhiên hộc máu ngay tại chỗ, sử dụng kiếm khí thần thông trong các loại kiếm khí cực phẩm cũng sẽ phải trả giá lớn, có khả năng sẽ bị cắn trả. Vào lúc mãng xà nước lửa biến mất, Dương Bách Xuyên ra tay lần thứ hai. Anh giơ kiếm đồ long lên rồi bổ nhanh như chớp về phía Mộc Đạo Nhiên. Đúng lúc này, ai cũng không nhìn thấy rằng có một con trùng nhỏ bằng một hạt đậu nành bay ra khỏi tai Dương Bách Xuyên, nó bay về phía Mộc Đạo Nhiên theo kiếm khí của Dương Bách Xuyên. Kiếm khí mãng xà nước lửa của Mộc Đạo Nhiên bị Dương Bách Xuyên hóa giải và bị phản lại dẫn đến chịu thương. Khi thấy Dương Bách Xuyên đâm kiếm tới, lão lập tức hừ lạnh một tiếng và giơ kiếm lên ngăn cản. Về mặt kiếm khí lão có thể thua một bậc, cũng đã bị cắn trả. Nhưng điều đó không thể hiện rằng lão đã mất đi sức chiến đấu. Ngăn cản và phòng ngự vẫn có thể làm được, không thành vấn đề. Đối mặt với nhát kiếm đâm tới của Dương Bách Xuyên, Mộc Đạo Nhiên không sợ chút nào. Lão nâng Ngô Câu trong tay lên ngăn cản, trong mắt lão, chỉ cần giơ tay lên là có thể ngăn cản nhát kiếm không chứa chút kỹ thuật nào này. Ngay sau đó, pháp khí của hai người chạm vào nhau. Ầm, một tiếng vang nặng nề, phụt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Điều làm mọi người ngạc nhiên chính là chỉ với một kiếm mà Dương Bách Xuyên đã khiến Mộc Đạo Nhiên lập tức hộc máu bay ngược ra ngoài. Lần này, đến cả các lão quái vật đang xem cuộc chiến từ xa cũng vô cùng thắc mắc. Dựa trên lý thuyết thì Mộc Đạo Nhiên có thể đỡ được nhát kiếm này của Dương Bách Xuyên. Tuy nhiên, thực tế lại là Mộc Đạo Nhiên hộc máu bay ngược ra ngoài. Chỉ có Dương Bách Xuyên hơi cong khóe miệng lên và thầm kêu gọi trùng tử về lại trong tai mình. Trùng tử chỉ có thân thể nho nhỏ, hơn nữa lại không có bất kỳ dao động linh khí gì, ngoài ra còn được kiếm khí che lấp để đánh lén Mộc Đạo Nhiên, ai có thể phát hiện được cơ chứ? Thành công trong một chiêu. Mọi người ở sân ngạc nhiên đến độ tròng mắt cũng sắp rơi cả ra.
Tất cả những người ở trong tối ngoài sáng đều mở rộng tầm mắt, họ đều nhìn thấy rõ rằng một chiêu của Dương Bách Xuyên đối với một tiên thiên tầng 9 đại viên mãn như Mộc Đạo Nhiên mà nói, dù không thể đánh lại được nhưng vẫn hoàn toàn có thể phòng ngự và ngăn cản. Hơn nữa tất cả mọi người đều thấy rằng lúc này Dương Bách Xuyên không đánh quá mạnh, nhưng cuối cùng Mộc Đạo Nhiên lại bị đánh cho hộc máu bay ngược ra ngoài trước mắt bao người. Cảnh tượng kỳ dị như vậy thực sự khiến rất nhiều người thắc mắc khó hiểu. Rốt cuộc là do Dương Bách Xuyên mạnh mẽ vô biên, hay là do Mộc Đạo Nhiên quá yếu? Mộc Đạo Nhiên thật sự yếu sao? Thật ra lão không hề yếu chút nào, chưa bàn đến chuyện lão có thần binh cực phẩm trong tay, chỉ bàn đến tu vi thôi thì Mộc Đạo Nhiên cũng là tiên thiên tầng 9 đại viên mãn rồi, sắp đạt đến hư cảnh. Một nhân vật cỡ này lại bị một tiên thiên tầng 9 cao cấp, còn cách đại viên mãn nửa bậc như Dương Bách Xuyên đánh cho hộc máu. Không nghĩ ra thì vẫn không nghĩ ra, nhưng Dương Bách Xuyên đã thắng thật, trong mắt mọi người, tu vi và thực lực của anh còn mạnh hơn cả tiên thiên tầng 9 đại viên mãn là Mộc Đạo Nhiên. Như thế xem ra, Dương Bách Xuyên không chỉ có thể chiến đấu vượt cấp mà thực lực còn vượt qua cả tiên thiên tầng 9 đại viên mãn. Nghĩ như thế, rất nhiều người hít một hơi khí lạnh thật sâu. Hiện tại Dương Bách Xuyên đang ở cấp bậc tiên thiên tầng 9 cao cấp, còn có thể tăng lên đại viên mãn. Đợi đến khi tu vi anh đạt tới tiên thiên tầng 9 đại viên mãn, chẳng phải không ai dưới hư cảnh có thể đánh bại được hay sao? Sự biến hóa ở sân khiến mấy lão quái vật và những tên yêu nghiệt trong các tông môn cổ xưa tập trung hơn hẳn. Bên phía Côn Luân, Chiêm Khánh Nhân híp mắt nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên trên đài và lẩm bẩm một mình, Dương Bách Xuyên, tôi vẫn coi thường cậu rồi. Nhưng vậy cũng tốt, cậu càng mạnh thì chuyến đi này mới có thể càng thú vị hơn. Cô gái đội đấu lạp ở bên phía Nga Mi cũng nhìn Dương Bách Xuyên trên đài và nói với âm lượng chỉ mình cô mới có thể nghe được, Dương Bách Xuyên, mong là chuyện chị gái tôi mất tích không liên quan gì đến anh. Nếu không dù anh có mạnh đến đâu, Mai Thư Dĩnh tôi cũng sẽ để anh chôn cùng chị gái tôi. Đấu lạp, một dạng mũ rộng vành bằng tre có dán giấy dầu để đi mưa, thường thấy trong các phim võ hiệp cổ xưa. Bên Đằng Thiếu Lâm, Tiểu Hòa Thượng nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên trên đài, tốc độ khi đếm chuỗi Phật Châu trong tay nhanh gấp đôi sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên đánh Mộc Đạo Nhiên hộc máu. Cô gái mặc đồ trắng của nhà họ Hồ cau mày nhìn Dương Bách Xuyên bước từng bước về phía Mộc Đạo Nhiên. Sau khi khiến Mộc Đạo Nhiên bị thương nặng, Dương Bách Xuyên không cho lão có cơ hội thở dốc, người khác có thể đánh chó rớt xuống nước thì anh cũng có thể học. Nếu đã xé rách mặt mũi ra rồi thì chém giết Mộc Đạo Nhiên cũng đâu có sao. Nếu hôm nay đã dám ra tay, anh sẽ không sợ chơi trội. Anh chém một nhát kiếm về phía Mộc Đạo Nhiên. Đúng lúc này, có người lên tiếng, cũng có người trực tiếp ra tay. Dừng tay. Làm càn. Keng. Vèo vèo vèo. Một vài hơi thở hùng mạnh xuất hiện tại đây. Tất cả đều ngăn không cho Dương Bách Xuyên chém giết Mộc Đạo Nhiên. Khi đâm nhát kiếm đó xuống, Dương Bách Xuyên bị một ám khí dạng ngân châm đánh lên thân kiếm đổ long. Nhát kiếm nghiêng sang một bên, huỳnh một tiếng tạo thành một cái hố to trên mặt đất bên cạnh Mộc Đạo Nhiên. Đồng thời cũng khiến lòng Dương Bách Xuyên run lên. Không biết là ai đã ra tay mà ám khí vừa rồi đánh lên thân kiếm đồ long của anh lại có cấp bậc linh khí thượng phẩm. Anh có kiến thức về pháp khí như ám khí đến cỡ này thường sẽ có nguyên một bộ, khi kết hợp với nhau thì uy lực và cấp bậc sẽ khá lớn, vô cùng khó nhằn. Lúc này trên ngực Mộc Đạo Nhiên có một lỗ máu nhỏ. Đó là lỗ máu bị trùng tử đục ra. Mặt lão tái nhợt như tờ giấy, sự chấn động trong lòng mãnh liệt hơn so với bất kỳ kẻ nào. Rõ ràng vừa rồi lão đã ngăn được nhát kiếm của Dương Bách Xuyên rồi, nhưng trên thân kiếm của anh lại xuất hiện một tia sáng trắng chui vào cơ thể lão ngay lập tức. Sức đánh rất mạnh đánh vào khiến ngực lão thủng một lỗ. Lão có thể chịu đựng được vết thương do nhát chém. Nhưng điều khiến Mộc Đạo Nhiên sợ hãi trong lòng chính là việc lão cảm thấy trong nháy mắt khi vừa bị thương, ít nhất lão đã mất 1/3 công lực. Cứ như là trong nháy mắt bị thương ấy, công lực của lão đã bị rút đi trong vô hình. Điều quan trọng là hiện tại lão vẫn không rõ tại sao lại như vậy. Là do Dương Bách Xuyên đã sử dụng thủ đoạn gì đó sao? Lão không thấy rõ ánh sáng trắng vừa rồi là thứ gì, đó là ám khí hay là thuật thần thông của Dương Bách Xuyên? Càng nghĩ càng không rõ trong lòng đang sợ hãi điều gì, suýt chút nữa lão cũng đã đối mặt với cái chết rồi. Chỉ có mình Mộc Đạo Nhiên nhận ra ám khí vừa ngăn cản Dương Bách Xuyên là ngân châm U Linh. Đó chính là pháp khí nổi tiếng của U Linh lão tổ của M. Nguyệt Môn.
Mục đạo nhiên không ngờ thế lực ra tay giúp lão lại là thế lực ở nước ngoài M Nguyệt Môn. Ngẫm lại cũng hợp lý, M Nguyệt Môn và Thần Tông đều có thù oán với Dương Bách Xuyên, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Khi ở Trung Quốc, U Linh lão tổ cần phải có một đồng minh người Trung Quốc, nhất là khi chuẩn bị đến thời điểm đi vào bí địa núi Trường Bạch. Mà người của Thanh Thành như mình chính là lựa chọn đầu tiên của ông ta. Ngay sau đó, có một vài người hiện thân trên sân. Mục đạo nhiên nhìn thử, quả nhiên có lão quái vật của Thần Tông, cũng có Trần Vân Phong của Thiên Cương Sơn chủ trì đại hội lần này, và cả thượng nhân của Mật Tông có quan hệ tốt với Thanh Thành. Sự xuất hiện của mấy người này tức khắc khiến Mục đạo nhiên hít một hơi thật sâu. Lão không hề nghi ngờ gì nữa, Dương Bách Xuyên thật sự định giết lão. Dương Bách Xuyên bị ám khí đột nhiên xuất hiện cản trở việc giết chết Mục đạo nhiên. Ngay sau đó, lại có mấy lão bất tử xuất hiện bên cạnh anh nên anh không thể không dừng tay. Dù sao sự đánh lén của trùng tử cũng đủ để Mục đạo nhiên chịu khổ rồi. Nếu không phải sợ bại lộ con át chủ bài là trùng tử nên mới gọi nó quay lại, lúc này Mục đạo nhiên đã sớm bị anh giết chết rồi. Tác dụng của trùng tử cũng có khuynh hướng đánh lén, đối mặt với tiên thiên cấp thấp thì có thể giết trong một lần. Nhưng đối với cấp bậc tiên thiên tầng 9 đại viên mãn này thì không thể xử lý ngay được. Công kích của trùng tử nắm lợi thế ở chỗ đánh bất ngờ khi người ta không đề phòng. Nếu đối phương có phòng bị từ trước thì chưa chắc đã có thể thành công. Dù sao trùng tử vẫn đang ở trong giai đoạn ấu trùng phát triển, có thể có chiến tích như hiện tại đã là thành quả của việc ngày nào Dương Bách Xuyên cũng dùng một giọt tinh huyết và ba giọt nước sinh mệnh để nuôi nấng rồi. Giờ phút này, trong số mấy người xuất hiện xung quanh Dương Bách Xuyên, anh chỉ biết mỗi Trần Vân Phong của Thiên Cương Sơn. Nếu xem ký hiệu trên quần áo của hai lão bất tử khác, xem ra đúng là đối thủ một mất một còn, họ là người của Thần Tông mà M Nguyệt Môn. Lão Lạt Ma cuối cùng, căn cứ vào những điều Thiên Tuyệt nói trước đây về 8 tông môn lớn của Trung Quốc, 9 phần 10 là người của Mật Tông tự. Cộng thêm Mộc đạo nhiên đang bị thương nữa. Khá lắm, trọn vẹn 5 kẻ mạnh thiên tiên tầng 9 đại viên. Nói thật ra thì hiện tại khi bị 5 đại cao thủ vây quanh, tuy ngoài mặt Dương Bách Xuyên vẫn rất bình tĩnh nhưng anh cũng thấy có hơi hoảng sợ trong lòng. Tông 5 người, trừ chủ nhà Trần Vân Phong không thể nhìn ra dao động gì trên mặt, 4 người còn lại đều có sắc mặt không tốt. Đặc biệt là trong mắt hai lão của Thần Tông và M Nguyệt Môn không hề che giấu sát ý chút nào. Lúc này Trần Vân Phong của Thiên Cương Sơn mở miệng nói, nghe uy danh của Dương Đạo Hữu đã lâu, hôm nay gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng đại hội luận đạo tiên thiên lần này là do Thiên Cương Sơn tôi làm chủ nhà. Thật sự không thể gây chuyện quá lớn, Dương Đạo Hữu có thể nể mặt Thiên Cương Sơn tôi mà dừng tay lại được không? Dương Bách Xuyên vừa nghe đã bốc hỏa trong lòng, chó má, vừa rồi khi Mộc đạo nhiên ra tay sao ông không ngăn cản? Hiện tại nhảy ra để làm gì? Nhưng Dương Bách Xuyên cũng biết mấy ngày nay không nên gây thù chuốc oán quá nhiều. Hơn nữa nếu đứng ở lập trường của Thiên Cương Sơn, lúc trước Trần Vân Phong thật sự cũng đã từng ngăn cản, nhưng Mộc đạo nhiên không để ý đến ông. Anh hít sâu một hơi hừ lạnh nói, Trần Đạo Hữu, ông nhìn từ đầu đến cuối có phải do Dương Bách Xuyên tôi kiếm chuyện sao? Hay là nói tôi muốn đánh muốn giết? Lời này vừa nói ra, thật đúng là đem Mộc đạo nhiên ra chất vấn. Mấy ngày nay đích xác không phải người Vân Môn gây chuyện, từ đầu tới đuôi chính là do người của Thanh Thành quá ngang ngược. Mộc đạo nhiên vừa ra đã nói muốn giết Dương Bách Xuyên. Ngẫm lại những chuyện đó, Trần Vân Phong lại đau đầu. Nhưng làm chủ nhà, ông ta thật sự không nên để chuyện giết chóc xảy ra trước khi bí địa chưa mở. Nếu Thiên Cương Sơn không giải quyết, về sau khi đi lại ở giới võ cổ, còn ai nể mặt Thiên Cương Sơn nữa? Nhìn Dương Bách Xuyên một cái, Trần Vân Phong nhìn về phía Thần Tông, M Nguyệt Môn cùng và Lão Lạt Ma của Mật Tông, cuối cùng nhìn về phía Mộc đạo nhiên và nói. Anh đạo nhiên, hôm nay dừng lại được rồi đó, có chuyện gì đợi đến đại hội luận đạo lại nói. Nể mặt Thiên Cương Sơn chúng tôi được không? Nể mặt kẻ họ Trần là tôi một chút. Nói đến cuối cùng, giọng điệu của Trần Vân Phong đanh lại. Đương nhiên Mộc đạo nhiên cũng nghe ra giọng điệu của Trần Vân Phong không tốt chút nào. Nhưng trong tai lão lại truyền đến âm thanh mật, hai vị của Thần Tông và M Nguyệt Môn đều nói với lão là kết hợp chém giết Dương Bách Xuyên. Hơn nữa còn có ông bạn Lạt Ma Ba Nhĩ Đạt thượng nhân ở Mật Tông của lão nữa, Mộc đạo nhiên vô cùng tự tin. Lão biết rằng, có sự hỗ trợ của ba người kia, hôm nay có thể giết chết Dương Bách Xuyên. Nếu không giết chết Dương Bách Xuyên, hôm nay mặt mũi của Mộc đạo nhiên và Thanh Thành cũng sẽ mất sạch. Lão thầm nghĩ trong lòng,
dù có đắc tội Thiên Cương Sơn và Trần Vân Phong cũng phải giết chết Dương Bách Xuyên. Sau đó Mộc Đạo Nhiên nhìn Trần Vân Phong, trầm giọng nói, Trần Đạo Hữu, ông cũng thấy tên Dương Bách Xuyên là hạng người gì rồi đấy, cậu ta chính là ma đầu thời nay. Ông xem cậu ta thu nạp loại người gì chứ, là tán tu à? Tên họ Dương muốn làm gì? Cậu ta trắng trợn phá vỡ quy tắc do tông môn lâu đời chúng ta đặt ra. Trần Đạo Hữu không cần nói nhiều, tôi phải giết tên họ Dương này. Mộc Đạo Nhiên nói xong, nhìn sang hai người phái Thần Tông và M Nguyệt Môn. Không sai, Dương Bách Xuyên quen thói giết chóc, đã giết 50 đệ tử của Thần Tông chúng tôi. Cậu ta diệt môn đồ tông, hiển nhiên đã thành ma đạo, vẫn nên vì dân trừ hại đi. Đúng thế, không diệt trừ ma đầu này thì chẳng có lợi gì cho giới võ cổ, chỉ có họa thôi. Thần Tông và M Nguyệt Môn kẻ sướng người họa, không ngừng gán tội cho Dương Bách Xuyên. Cùng lúc đó, Lăng Hư Tử phái Côn Luân nói với Chiêm Khánh Nhân, đi thôi, có kẻ muốn giỡn mặt chúng ta qua đó xem thử. Một bà lão phái Nga Mi nói với Mai Thị Dĩnh, Dĩnh Nhi, mấy lão già đã ra mặt, chúng ta cũng qua đó chào hỏi. Lão Hòa Thượng già phái Thiếu Lâm nói với Tiểu Hòa Thượng, Đồ Nhi ơi, có người giở trò lưu manh kìa, chúng ta đi xem kịch thôi. Hồ Nhất Thu đứng đằng xa, nói với cô gái bên cạnh, đi thôi Tiên Nhi, theo ba đến đó gặp mấy vị lão tiền bối. Ba muốn giúp Dương Bách Xuyên sao? Hồ Tiên Nhi mặc bộ đồ trắng, nhìn ba mình bằng ánh mắt khó hiểu. Không đến mức không giúp, lần này sau khi con vào bí địa, Côn Luân có vị tiền bối đánh tiếng nói Dương Bách Xuyên là hậu bối rất được. Mặc dù vị tiền bối kia không nhiều lời, nhưng ba cảm thấy Dương Bách Xuyên cũng không tệ. Hồ Nhất Thu vừa đi vừa giải thích. Vì vậy ngay từ đầu ba đã lấy lòng Dương Bách Xuyên. Nhưng con lại cảm thấy Dương Bách Xuyên kém xa Chiêm Khánh Nhân. Hồ Tiên Nhi lộ vẻ không vui, nhưng khi nhắc đến Chiêm Khánh Nhân phái Côn Luân, đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh. Ha ha, xem ra con gái cưng của ba rất để ý Chiêm Khánh Nhân nhỉ. Lần trước có tin đồn Chiêm Khánh Nhân và Dương Bách Xuyên nảy sinh mâu thuẫn, bây giờ con có thành kiến với Dương Bách Xuyên, như vậy không hay đâu. Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân đều được vị tiền bối Côn Luân kia xem trọng, cả hai đều là thanh niên tài tuấn, chưa chắc là kẻ địch. Đương nhiên Tiên Nhi nhà ta cũng không thua kém gì đám thanh niên tài tuấn bọn họ, tốt xấu gì con cũng là thiên tài xếp thứ ba trong thập đại yêu nghiệt kia mà, ha ha. Ba này, Hồ Tiên Nhi nũng nịu, được, ba không nói nữa, chúng ta qua đó đi. Nếu như Dương Bách Xuyên nghe thấy cuộc nói chuyện của ba con nhà họ Hồ, chắc chắn anh sẽ giật mình kinh ngạc, không ngờ cô gái áo trắng lại là con gái của Hồ Nhất Thu, lại càng không ngờ cô ta là yêu nghiệt thứ ba trong bảng xếp hạng thập đại yêu nghiệt. Dương Bách Xuyên đứng trong sân nghe mấy lão già chết tiệt kẻ tung người hứng. Khi bọn họ nói anh là ma đầu gieo họa, thề phải giết anh tức quá hóa cười. Ha ha ha! Dương Bách Xuyên nhìn mấy lão già kia, bật cười sằng sặc không kiêng nể gì. Sau khi cười xong, anh híp mắt, lạnh lùng cất lời, đúng là tội danh lớn. Thần Tông, Thanh Thành, M Nguyệt Môn, sao ba tông các người không nói mình đã làm gì? Lẽ nào các người giết tôi, bắt tôi rửa sạch cổ chờ làm thịt là được? Hay là, dựa theo cách nói của mấy lão già vô liêm sỉ các người, tôi đào mộ tổ tiên nhà các người lên, sau đó nói rằng thế lực nhà các người nhỏ yếu nên đáng bị đào mộ tổ tiên? Chỉ bằng nói thẳng ra là kẻ nào mạnh kẻ đó có lý còn dễ nghe hơn. Thứ logic cưỡng ép ấy không hợp với tôi đâu, đám già chết tiệt các ông tìm sai đối tượng rồi. Hôm nay Dương Bách Xuyên tôi tuyên bố tại đây, muốn đánh thì tôi theo đến cùng. Đám già vô liêm sỉ các ông đến một người tôi giết một người, đến hai người tôi giết cả đôi. Chỉ cần tôi còn sống, nhà họ Hồng ở Hồng Kông chính là tấm gương của các người. Nói đến nhà họ Hồng, hừ, mấy lão già chết tiệt kia, sao các ông không nói tại sao nhà họ Hồng lại bị tôi giết sạch? Muốn tẩy não mọi người à? Được thôi, hôm nay tôi sẽ nói ra hết. Nhà họ Hồng ở Hồng Kông sử dụng thuốc nổ hại tôi, tiếc là tôi mạng lớn không bị nổ chết. Vì vậy tôi còn sống, tiêu diệt nhà họ Hồng. Tông môn giới võ cổ có quy định không cho phép võ cổ giả sử dụng bất kỳ loại vũ khí nóng nào. Nhà họ Hồng dùng một tấn thuốc nổ hại tôi, gia tộc vi phạm quy tắc giới võ cổ như thế lẽ nào không nên tiêu diệt. Cuối câu giọng nói của Dương Bách Xuyên cao vút, cố ý cho mọi người ở đây đều nghe thấy anh tiêu diệt nhà họ Hồng không phải không có lý do, mấy lão già chết tiệt này đừng hòng dùng danh nghĩa lẽ phải gán tội cho anh. Dương Bách Xuyên đằng đằng sát khí nói một tràng dài, luôn miệng nói lão già chết tiệt làm cho sắc mặt ba người của Thần Tông,
M. Nguyệt Môn và Mật Tông tự tím như gan heo. A-di-đà Phật, cậu ta đã nhập ma, các vị đạo huynh hãy nghe lão tăng, tốt nhất chúng ta siêu độ. Lão Lạt Ma Ba Đa của Mật Tông tự niệm Phật hiệu cất lời. Đại sư Ba Đa nói chí phải, Mục Đạo Nhiên lau vết máu bên mép, lập tức phụ họa. Đúng thế, đáng chém. Lão già phái Thần Tông híp mắt hùa theo. Vậy thì giết đi, lão già phái M. Nguyệt Môn lạnh lùng lên tiếng. Giết! Mục Đạo Nhiên hét to một tiếng, lập tức ra tay. Càn rỡ! Trần Vân Phong phái Thiên Cương Sơn tức giận quát, đồng thời chặn trước mặt Mục Đạo Nhiên. Trần Vân Phong, ông muốn đối địch với Thanh Thành chúng tôi sao? Mục Đạo Nhiên sầm mặt nói. Mục Đạo Nhiên, lão phu đã nói là nếu các người có ân oán thì đợi đến sau đại hội luận võ hắng giải quyết, cùng lắm thì vào bí địa giải quyết. Hôm nay Thiên Cương Sơn chúng tôi là chủ nhà, chủ trì tổ chức đại hội luận đạo, lão phu không cho phép chém giết. Trần Vân Phong thay đổi dáng vẻ hòa nhã lúc trước, trở nên cứng rắn vô cùng. Sau đó ông ta hô to, đệ tử Thiên Cương Sơn đâu? Tức thì từng tiếng trả lời vang lên từ bốn phương tám hướng. Chào trưởng lão! 20 giọng nói liên tiếp đáp lại, đám đệ tử Thiên Cương Sơn từ trong đám đông lần lượt đi tới trước mặt Trần Vân Phong. 20 đệ tử Thiên Cương Sơn đều có khí thức tu vi tiên thiên tầng 9 sơ cấp hoặc trung cấp, tuy không có ai tu vi trên tiên thiên cao cấp, nhưng 20 tiên thiên tầng 9 quả thật là sức mạnh không thể coi thường. Đệ tử Thiên Cương Sơn nghe lệnh, bày Thiên Cương kiếm trận, kẻ nào dám đánh nhau chém giết thì giết luôn. Tuân lệnh! 20 giọng nói đồng thanh vang dội. Lần này tất cả mọi người đều chấn động. 20 võ cổ giả tiên thiên tầng 9 đã phô bày thế lực hùng mạnh của Thiên Cương Sơn. Không hổ là tông môn lâu đời nằm trong 8 tông môn lớn nhất Trung Quốc, vừa ra lệnh là có 20 võ cổ giả tiên thiên tầng 9 nhận lệnh. Thử hỏi ai mà chẳng sợ. Cho dù là tiên thiên tầng 9 đại viên mãn có năng lực thì sao nào, Thiên Cương kiếm trận của Thiên Cương Sơn nổi tiếng khắp giới võ cổ không phải thứ vô dụng. Dương Bách Xuyên không hiểu thái độ cứng rắn của Trần Vân Phong, không ngờ đối phương lại giúp mình. Nhưng sau đó anh lại nghĩ có lẽ ông ta đang giữ thể diện cho Thiên Cương Sơn. Dù sao các tông môn lâu đời này lăn lộn đến bây giờ, có đôi khi thể diện quan trọng hơn tất thảy. Thiên Cương Sơn là chủ nhà, nếu mọi người tùy tiện chém giết ở đại hội luận đạo thì người ta sẽ nói Thiên Cương Sơn bất tài. Trần Vân Phong, ông muốn đối địch với bốn tông chúng tôi sao? Lão già phái Thần Tông híp mắt nói. Đinh lão quỷ, ông con mẹ nó nói cái đếch gì thế? Hôm nay các người đánh giết ở đây tức là đánh vào mặt Thiên Cương Sơn chúng tôi. Rõ ràng là bốn lão già các ông cấu kết với nhau bắt nạt một tiểu bối, vậy mà còn con mẹ nó nói năng hùng hồn, có biết xấu hổ không hả? Hôm nay các ông dám ra tay thử xem, Trần Vân Phong càng lúc càng cứng rắn. Ông! Bầu không khí ngày càng căng thẳng, từ hai người Dương Bách Xuyên và Mộc Đạo Nhiên phái Thanh Thành đánh nhau biến thành năm phe đối địch, bao gồm Thiên Cương Sơn, Thanh Thành, Thần Tông, M. Nguyệt Môn và thêm một Mật Tông góp vui. Đúng lúc này! Một giọng nói già nua nhưng vang dội cất lên, các vị, đại hội luận đạo sắp bắt đầu, các vị không sợ bị chê cười sao? Làm gì thế, muốn đánh nhau phải không? Côn Luân chúng tôi có thể diễn tập bất cứ lúc nào, nhưng hiện tại không phải là lúc đánh nhau đúng không? Lăng Hư Tử vừa đấm vừa xoa, bầu không khí căng thẳng lập tức tan biến. Chào đạo trưởng Lăng Hư! Trần Vân Phong là người đầu tiên hành lễ với Lăng Hư Tử, tâm trạng cũng thả lỏng hơn nhiều. Côn Luân là anh cả được giới võ cổ công nhận, bây giờ Lăng Hư Tử phái Côn Luân ra mặt thì trận chiến này sẽ không diễn ra. Thật ra Trần Vân Phong cũng không muốn Thiên Cương Sơn nhúng tay vào việc này, nhưng không có chơi chữ, vương bát oang ba đọc là oáng ba, nghĩa là tên khốn bá vương, ba oang đọc là bạo oáng, nghĩa là vị vua ngang ngược kẻ ngang ngược, hai từ này có cách đọc ngược nhau. Lăng Hư Tử cố tình cà khịa đối phương là đồ khốn. Câu này vừa thốt ra, Dương Bách Xuyên lập tức phì cười. Cảm thấy Lăng Hư Tử lão đạo rất thú vị. Lời nói của Lăng Hư Tử phái Côn Luân mang ý mỉa mai khiến sắc mặt hai người phái Thần Tông và M. Nguyệt Môn thoát xanh thoát trắng, nhưng bọn họ không dám nổi giận. Bởi vì Lăng Hư Tử bước vào tiên thiên tầng 9 đại viên mãn trước bọn họ rất lâu. Trong cùng tu vi cảnh giới tất nhiên cũng phân chia thực lực cao thấp. Điều quan trọng là Côn Luân đứng đầu 8 tông, bọn họ thật sự không dám đắc tội người phái Côn Luân. Trước lời cảnh cáo giấu trong nụ cười của Lăng Hư Tử, hai người phái Thần Tông và M. Nguyệt Môn đưa mắt nhìn nhau, sau đó Đinh Ngộ phái Thần Tông nhếch môi nói, đạo trưởng Lăng Hư nói đùa, hải ngoại chúng tôi và Trung Quốc vốn có cùng nguồn gốc,
thân như một nhà, cái gì mà xưng vương với không xưng vương. Chúng tôi đều công nhận Côn Luân đứng đầu. Lăng Hư Tử ngân giọng nói, không phải là tốt nhất. Được rồi, không có việc gì thì giải tán đi, có tinh lực chi bằng đặt vào bí địa, các ông nói xem có phải không? Phải, đạo trưởng Lăng Hư nói chí phải. Nhìn vào ánh mắt sắc bén của Lăng Hư Tử, hai lão già của Thần Tông và M. Nguyệt Môn đều hoảng sợ, sao bọn họ lại không nghe ra ý uy hiếp trong câu nói của đối phương chứ? Hai người chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu nói phải. Chúng tôi xin cáo lui. Hai lão già không dám ho he trước mặt Lăng Hư Tử, ủ rũ rời đi. Lúc này, lão Mạt La Ba Đa của Mật Tông Tự và Mộc Đạo Nhiên Phái Thanh Thành cũng xoay người toan rời đi. Bọn họ biết rõ không thể gây sự trước mặt Lăng Hư Tử lão đạo. Lão đạo sĩ này không phải là tiên thiên tầng 9 đại viên mãn tầm thường, ở giới võ cổ ông ấy có biệt danh là đồ tể, chẳng qua xưa nay không có ai dám gọi mà thôi. Lăng Hư Tử bước vào võ đạo lâu hơn bọn họ rất nhiều. Nghe đồn Lăng Hư lão đạo cùng thời với thập đại phong hào tiên thiên giới võ cổ 60 năm trước, thậm chí còn có lời đồn nếu phong hào tiên thiên có xếp hạng thứ 11 thì sẽ thuộc về Lăng Hư Tử, nhưng tiếc là phong hào tiên thiên chỉ có 10 vị trí. N cách nào khác? Thiên Cương Sơn phải giữ thể diện của mình. Chào đạo trưởng Lăng Hư. Từng tiếng chào vang lên, đối tượng là Lăng Hư Tử phái Côn Luân. Dương Bách Xuyên lại có nhận thức mới về Côn Luân. Từ lâu anh đã nghe nói Côn Luân là anh cả giới võ cổ, trước kia anh không có cảm giác gì, bây giờ anh cực kỳ chấn động khi thấy cảnh Lăng Hư Tử vừa xuất hiện, mấy trăm người có mặt ở đây đều hành lễ chào hỏi. Thể hiện địa vị anh cả của Côn Luân trong giới võ cổ. Lăng Hư Tử mỉm cười chắp tay đáp lễ xung quanh, sau đó cười tủm tỉm nhìn Dương Bách Xuyên, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên hai lão giả phái Thần Tông và M. Nguyệt Môn. Rõ ràng là trên mặt treo nụ cười, nhưng lời nói lại như trời đông giá rét, những năm qua Thần Tông và M. Nguyệt Môn các người phát triển ở nước ngoài không tệ, rất có dáng vẻ xưng vương xưng bá. Sao nào, hôm nay muốn làm vương bát, à nhầm, làm bá vương ở Trung Quốc hả? Hơn nữa, tiên thiên tầng 9 đại viên mãn chết trong tay Lăng Hư lão đạo ít nhất cũng hai chữ số, có thể thấy thực lực của ông ấy mạnh cỡ nào. Lăng Hư Tử được mệnh danh là vô địch cảnh giới tiên thiên, có cho Mộc Đạo Nhiên và lão Mạt La Ba Đa của Mật Tông thêm mấy lá gan, bọn họ cũng không dám đối đầu với ông ấy. Coi như bọn họ đã nhìn ra bầu không khí ngày hôm nay không bình thường, hình như cả Trần Vân Phong phái Thiên Cương Sơn lẫn Lăng Hư lão đạo đều nghiêng về phía tên ma đầu Dương Bách Xuyên. Ngay cả mấy tông môn như Nga Mi cũng nhìn bọn họ với vẻ mặt thiếu thân thiện. Lúc này bọn họ chỉ có thể cụp đuôi lẩn trốn. Đúng là giới võ cổ có quy định không được chém giết đấu đá ở Đại hội luận đạo tiên thiên. Hôm nay bọn họ làm trái quy định, cho dù bị người của Thiên Cương Sơn và Côn Luân giết chết cũng là chuyện bình thường, không ai giải oan cho. Nhưng Mộc Đạo Nhiên và Ba Đa không ngờ mình vừa mới quay đi thì nghe thấy Dương Bách Xuyên lạnh lùng cất lời, đứng lại. Dựng lại lều về vị trí của chúng tôi rồi mới được đi. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa híp mắt cầm kiếm đồ long chặn trước mặt hai người. Lần này Mộc Đạo Nhiên và Ba Đơ đều tức nổ phổi. Hôm nay ta nể mặt Lăng Hư lão đạo nên mới tha cho mi, vậy mà mi con mẹ nó được nước lấn tới. Còn dựng lại lều cho bọn mi á, lại còn vị trí của bọn mi á, đó là địa bàn của Thanh Thành bọn ta cơ mà. Thanh Thành bọn ta là một trong 8 tông môn lớn nhất Trung Quốc. Phân môn của Dương Bách Xuyên mi là cái thá gì mà bọn ta phải trả lại vị trí cho mi? Hôm nay nếu như không có Lăng Hư lão đạo, đừng hòng ta tha cho Dương Điên nhà mi. Tuy nhiên, Mộc Đạo Nhiên chợt nảy ra một ý. Lão hít sâu một hơi, không nổi giận mà nhìn Lăng Hư Tử và Trần Vân Phong. Bởi vì hai người này coi như là người hòa giải, bây giờ phía bọn họ đã nguôi ngoai rồi, nhưng Dương Bách Xuyên lại chặn đường tức là không nể mặt Lăng Hư Tử và Trần Vân Phong. Hừ hừ. Dương Điên phải ăn hành là cái chắc. Hành động của Dương Bách Xuyên nằm ngoài dự đoán của mọi người. Những người hóng chuyện đều biết vừa rồi Lăng Hư Tử và Trần Vân Phong ngăn cản năm cao thủ phe Mộc Đạo Nhiên vây đánh anh, xét từ góc độ nào đó thì hai người họ đứng về phía anh. Nhưng bây giờ Dương Bách Xuyên lại cản đường không cho Mộc Đạo Nhiên rời đi. Lẽ nào đầu óc tên Dương Điên này có vấn đề? Hay là thực lực của cậu ta đã mạnh đến mức không cần nể mặt Lăng Hư Tử và Trần Vân Phong? Phải biết rằng Dương Bách Xuyên chặn Mộc Đạo Nhiên tức là không nể mặt Lăng Hư Tử, Lăng Hư Tử và Trần Vân Phong đã giúp cậu ta giải vây đó. Lúc này tất cả mọi người đều bất giác nhìn sang Lăng Hư Tử và Trần Vân Phong. Hầu hết mọi người đều đang đoán giả đoán non liệu Lăng Hư Tử có nổi giận mắng tên Dương Bách Xuyên ngông cuồng không biết trời cao đất rộng này hay không.
Lăng Hư Tử cười híp mắt nhìn Dương Bách Xuyên, chậm rãi cất lời, lão đạo cũng biết chuyện. Dương môn chủ nói có lý, Thanh Thành vô duyên vô cớ phá hủy lều của Vân Môn, chiếm vị trí của Vân Môn quả thật không nên. Vân Phong đạo hữu nói xem có đúng không? Ừm, đạo trưởng Lăng Hư nói đúng, quả thật không nên. Trần Vân Phong thoáng sửng sốt, sau đó vội vàng hùa theo. Ông ta cũng thấy lạ, rõ ràng là hôm nay Lăng Hư lão đạo che chở cho Dương Bách Xuyên mọi mặt. Vị trí kia đúng là của Thanh Thành, mặc dù không kẻ vạch khắc tên, nhưng đây là điều trước giờ mọi người ngầm thừa nhận. Trên thực tế các tông môn lớn Trung Quốc đều có địa bàn riêng được ngầm thừa nhận ở sơn cốc này, không ai dám chiếm đoạt. Nhưng hôm nay người Vân Môn lại dựng lều trên địa bàn của Thanh Thành. Theo cách nói của Dương Bách Xuyên, nơi này không có người, đệ tử Vân Môn cũng không biết là vị trí của Thanh Thành nên dựng lều ở đây. Đệ tử Thanh Thành tới sau chẳng nói tiếng nào đã phá lều của Vân Môn, đánh người Vân Môn, dẫn tới cuộc chiến ngày hôm nay. Theo lý thì người phái Thanh Thành không nên ra tay đánh người của Vân Môn, nhưng theo quy tắc ngầm thì hôm nay vị trí này vẫn là của Thanh Thành. Bây giờ Dương Bách Xuyên chặn trước Mộc Đạo Nhiên tuyên bố muốn vị trí này, đòi người phái Thanh Thành đền lều. Nếu là bình thường thì lúc này Lăng Hư Tử phải yêu cầu Dương Bách Xuyên giao ra địa bàn của Thanh Thành mới đúng, dù sao Thanh Thành cũng là một trong 8 tông môn lớn. Bao đời nay 8 tông môn lớn tuy đấu đá lẫn nhau nhưng chung quy vẫn đoàn kết, nếu không đoàn kết thì đã chẳng truyền thừa nhiều năm như vậy. Hiện tại một câu nói của Lăng Hư Tử hoàn toàn đứng về phía Dương Bách Xuyên, đá Thanh Thành ra ngoài. Trần Vân Phong thầm nghĩ lẽ nào anh cả Côn Luân muốn sắp xếp lại thứ tự? Hay là địa vị của Dương Bách Xuyên còn lớn hơn Thanh Thành, khiến cho Lăng Hư lão đạo thả đắc tội tông môn lâu đời Thanh Thành cũng phải che chở cho Vân Môn của Dương Bách Xuyên một tông mới xuất hiện. Mặc dù Trần Vân Phong không tài nào hiểu nổi, nhưng cũng biết rằng lúc này mình chỉ có thể thuận theo Lăng Hư lão đạo. Thiên Cương Sơn vẫn phải thừa nhận anh cả Côn Luân, không thì ngày tháng sau này sẽ chẳng yên ổn. Lăng Hư Tử và Trần Vân Phong nói như vậy, Mộc Đạo Nhiên cảm thấy cổ họng mặn chát, suýt thì hộc máu. Sắc mặt lão xanh mét, cực kỳ khó coi. Bây giờ xem như lão đã hiểu ra hôm nay chắc chắn mình phải mất mặt, có thiệt cũng phải chịu. Lăng Hư lão đạo phái Côn Luân quyết tâm muốn đứng về phía Dương Bách Xuyên. Mộc Đạo Nhiên rất muốn giết người nhưng không dám. Lão đang bị trọng thương, cho dù có thêm lão Mạt La Ba Đa phái Mật Tông, lão cũng không dám ra tay. Mộc Đạo Nhiên biết rõ một khi mình ra tay, Lăng Hư lão đạo sẽ giết mình. Lão sầm mặt, cắn răng sai bảo đệ tử Thanh Thành, để lều lại, tất cả đệ tử Thanh Thành đến cuối sơn cốc dựng trại. Dứt lời lão chắp tay nói với Lăng Hư Tử, đạo trưởng Lăng Hư, Mộc Đạo Nhiên xin cáo lui. Đi đi, cuối sơn cốc có phong cảnh rất đẹp, chỗ này để lại cho người Vân Môn. Lăng Hư Tử phớt lờ vẻ mặt xa sầm của Mộc Đạo Nhiên, cười tủm tỉm đáp lời đối phương. Lời nói bình thản nhưng lại khiến Mộc Đạo Nhiên uất nghẹn. Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng nở nụ cười. Anh từng nói với Phong Thiên Nhai rằng sẽ không để cho Vân Môn bị bất kỳ ai bắt nạt, mặc dù kết quả hôm nay không phải tắm máu, nhưng giết một tên Mộc Phi Cửu cũng coi như đã báo thù. Điều bất ngờ là Lăng Hư Tử đứng về phía anh, cho anh và Vân Môn đủ thể diện, khiến Thanh Thành mất hết mặt mũi. Kết quả này không tồi. Lần này Mộc Đạo Nhiên rời đi, Dương Bách Xuyên không ngăn cản. Bởi vì anh cũng biết có vài chuyện không thể được nước lấn tới. Lúc nãy anh chặn đường là để thử xem rốt cuộc Lăng Hư Tử có ý gì, bây giờ xem ra đối phương thiên vị anh, lại còn rất thiên vị, chắc hẳn nguyên nhân là do tổ tiên lão đầu. Về phần lão già Mộc Đạo Nhiên chướng mắt kia, Dương Bách Xuyên đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay đánh người bất cứ lúc nào. Khi Mộc Đạo Nhiên đi ngang qua chỗ Dương Bách Xuyên, ánh mắt như thể muốn xé xác anh. Dương Bách Xuyên cười gằn, nói bằng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy, Mộc Đạo Nhiên, coi như hôm nay ông may mắn. Đừng có dùng cặp mắt cá chết ấy chừng tôi, ông có tin lần sau tôi sẽ móc ra cho chó ăn không? A-di-đà Phật, lão Mạt La phái Mật Tông niệm Phật hiệu. Khi đi qua bên cạnh Dương Bách Xuyên, ông ta lạnh lùng nhìn anh, trong mắt ngùn ngụt sát ý. Dương Bách Xuyên không hề sợ hãi, nhìn theo bóng lưng ông ta rời đi, lão hòa thượng à, kẻ xen vào việc của người khác sẽ không được chết tử tế đâu, ông phải cẩn thận chút. Hừ, lão Mạt La phái Mật Tông lạnh lùng hừ mũi. Lập tức bỏ đi, không đáp lại Dương Bách Xuyên. Sau khi hai người đi xa, giọng nói lạnh lùng của Lăng Hư Tử vang lên sau lưng Dương Bách Xuyên, nhóc con cậu ta gan đấy. Ánh mắt Lăng Hư Tử sắc như dao. Trong lúc ông ấy lạnh lùng lên tiếng, khí thế uy áp mạnh mẽ phủ xuống người Dương Bách Xuyên. Ban đầu Dương Bách Xuyên hơi kinh ngạc, nhưng
sau đó anh vận chuyển công pháp trong cơ thể, dễ dàng hóa giải uy áp phủ trên người mình. Hiện tại với tu vi của anh không sợ Lăng Hư Tử, dù sao ông lão này cũng không phải hư cảnh. Đối với anh mà nói, chỉ cần không phải hư cảnh thì ai cũng như nhau. Không biết Lăng Hư Tử muốn làm gì, có phải ông lão này tức giận vì mình không nể mặt ông ấy không? Dương Bách Xuyên mang tâm lý chân trần không sợ chân dày, anh là người mới trong đại hội luận đạo, không phải người có thâm niên như Lăng Hư Tử, hành động còn phải chú ý thể diện. Đối mặt với hành động gây khó dễ và ánh mắt như dao của Lăng Hư Tử, Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, trước giờ tôi luôn to gan, Lăng Hư tiền bối cũng muốn học theo lũ ngu ngốc Mộc đạo nhiên chỉnh tôi sao? Muốn ra tay thì lẹ lên, tôi chưa từng biết sợ, ha ha. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, cả khu vực xôn xao. Hiện nay giới võ cổ có mấy người nói chuyện với Lăng Hư Tử chẳng nể nang gì như thế. Cho dù là đám lão quái vật tiên thiên tầng 9 đại viên mãn cũng không có mấy ai dám khiêu khích Lăng Hư Tử như vậy, huống hồ vừa rồi Lăng Hư Tử còn giúp Dương Bách Xuyên giải vây. Anh không nói cảm ơn thì thôi, trái lại còn muốn đánh nhau với đạo trưởng Lăng Hư sao? Ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh thay Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên, cậu hỗn láo. Chiêm Khánh Nhân ở bên cạnh Lăng Hư Tử lập tức nổi giận. Không ngờ Dương Bách Xuyên lại to gan đến độ không coi đại trưởng lão nhà mình ra gì. Chiêm Yêu Nghiệt đừng dọa tôi được không, tôi nhát gan lắm. Dương Bách Xuyên nhìn Chiêm Khánh Nhân tranh luận. Cậu có giỏi thì đánh một trận đi. Chiêm Khánh Nhân giận dữ. Dương Bách Xuyên nhún vai, tôi sợ anh chắc, chiến đê. Ha ha ha. Lăng Hư Tử vốn đanh mặt đột nhiên bật cười sang sảng, khiến Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân ngừng đấu võ mồm. Trước đó Lăng Hư Tử sầm mặt. Dương Bách Xuyên không sợ. Nhưng bây giờ ông lão này cười sằng sặc lại khiến anh sợ hãi. Anh nhận thấy linh khí trời đất trở nên hỗn loạn, hơn nữa nháy mắt sóng linh khí đã lan rộng ra phạm vi 30 mét. Anh cảm nhận rõ trong vòng 30 mét hình thành một lồng linh khí, tâm điểm là Lăng Hư lão đạo. Linh khí trong phạm vi 30 mét tựa như thiên quân vạn mã, đều là binh tướng của Lăng Hư lão đạo, chỉ cần ông ấy ra lệnh sẽ lập tức chém giết, thấy chết không sờn. Anh biết thật ra đây là dấu hiệu kết nối và hiểu rõ linh khí trời đất đến cực hạn, hay nói theo cách hiểu của người tu chân, hiện tượng này liên quan đến cảm ngộ sâu sắc về đại đạo trời đất. Rốt cuộc thì lúc này Dương Bách Xuyên cũng biết sợ, cũng hiểu ra vì sao đám Mộc đạo nhiên và năm cao thủ của năm tông môn lớn như Thần Tông, M Nguyệt Môn cũng là tiên thiên tầng 9 đại viên mãn nhưng lại ủ rũ ỉu xìu, không dám ho he trước mặt Lăng Hư lão đạo. Bây giờ xem ra Lăng Hư lão đạo thật sự có thực lực hùng hậu. Thảo nào đám Mộc đạo nhiên không dám lỗ mãng. Lăng Hư lão đạo đã đạt tới đỉnh cao trong phương diện cảm ngộ trời đất. Nói cách khác, hiện tại ông ấy có thể mượn sức mạnh đất trời để chiến đấu, cực kỳ đáng sợ. Vì thế, nét mặt Dương Bách Xuyên đanh lại, toàn thân căng cứng. Lúc này, Lăng Hư lão đạo cười híp mắt hỏi, giờ biết sợ rồi hả? Dương Bách Xuyên rất thức thời đáp, giờ tôi sợ thật rồi. Ha ha ha. Lăng Hư Tử cười sang sảng, sau đó khí thế bao phủ trên người Dương Bách Xuyên biến mất. Tiếp đó, ông ấy nói, quả nhiên thằng nhóc cậu có chút mánh khóe giống như Lôi Đình sư huynh nói, có điều hôm nay lão phu không so đo với cậu. Nhưng tôi phải cảnh cáo cậu đừng gây chuyện, nếu không tôi cũng không bảo vệ được cậu. Lăng Hư Tử nói câu này rất nhỏ, chỉ hai người nghe thấy. Câu nói này khiến Dương Bách Xuyên nhìn ông ấy với vẻ khó hiểu. Kế tiếp Lăng Hư lão đạo còn nói thêm. Nếu như hôm nay thằng nhóc cậu thật sự giết Mộc đạo nhiên, tôi có trách nhiệm nói cho cậu biết Thanh Thành có một lão quỷ sẽ đi tìm cậu tính sổ. Lão quỷ kia và Lôi Đình sư huynh phái Côn Luân chúng tôi có cùng cấp bậc, thế nên tốt nhất là thằng nhóc cậu đừng chui đầu vào chỗ chết, giới võ cổ không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Đừng tưởng cậu là người tu chân thì mạnh hơn võ cổ giả. Bất kể võ cổ giả hay người tu chân đều cầu đạo, dưới đại đạo không phân cấp bậc, cuối cùng đều trăm sông đổ về một biển. Cảm ngộ thiên đạo mới là gốc rễ. Có những võ cổ giả cấp bậc tiên thiên cảm ngộ trời đất không thua gì lão phu, mà hư cảnh giả mạnh về cảm ngộ trời đất có thể mượn sức mạnh đất trời để chiến đấu. Thế nên nhóc con à, phải biết chừng biết mực, đừng kết thù quá nhiều. Hiện tại thì không sao, nguy hiểm thật sự nằm ở bí địa cơ. Trong bí địa không ai có thể bảo vệ cậu, không chừng cậu sẽ bị người ta vây đánh tập thể, đã hiểu chưa? Dương Bách Xuyên nghe Lăng Hư Tử nói vậy. Sau lưng đẫm mồ hôi lạnh. Nghe ý của Lăng Hư thì hình như phía sau các tông môn lâu đời như là Thanh Thành cũng có võ cổ giả hư cảnh giống Tử Tiên lão đầu.
Điều quan trọng là năng lực của hư cảnh có thể mượn sức mạnh trời đất. Hơn nữa, ý của Lăng Hư lão đạo là có một số võ cổ giả cấp bậc tiên thiên có thể mượn thế trời đất giống như ông ấy, những người này cực kỳ đáng sợ. Dương Bách Xuyên đi đến ngày hôm nay, vẫn chưa cảm ngộ thiên địa được bao nhiêu, chứ đừng nói chi đến chuyện mượn sức mạnh đất trời để chiến đấu. Lúc nãy Lăng Hư lão đạo điều động sức mạnh linh khí trời đất trong vòng 30 mét là mượn sức sau khi cảm ngộ trời đất. Nói thật là đứng trước sức mạnh cỡ này, Dương Bách Xuyên không tự tin chút nào. Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù chân khí dự trữ trong cơ thể anh nhiều hơn người khác gấp bội, suy cho cùng cũng chỉ là tích trữ trong người. Nhưng Lăng Hư lão đạo có thể điều động linh khí trong trời đất cho chiến đấu, cho dù trong cơ thể anh chứa nhiều linh khí đến mấy thì có nhiều bằng linh khí trong trời đất không? Huống chi đây không phải vấn đề linh khí nhiều bao nhiêu, mà là có thể mượn linh khí trong trời đất tấn công kẻ địch theo ý mình, biến hóa khôn lường. Lão đạo sĩ kia, tôi biết ông nể mặt tử tiên lão đầu nên giúp tôi sẽ ghi nhớ ân tình này. Tên họ Dương nào đó quay trở lại chuyện chính. Thật ra lúc trước anh cố ý thử mục đích Lăng Hư lão đạo giúp đỡ mình. Bây giờ nghe thấy cái tên Lôi Đình, anh biết đó là tử tiên lão đầu, người ta giúp mình vì nể mặt tử tiên lão đầu. Ha ha, biết thì tốt. Nhóc con nhớ phải cẩn thận trong hành trình vào bí địa, lão đạo hy vọng cậu có thể hợp tác với Chiêm Khánh Nhân phái Côn Luân chúng tôi. Lăng Hư lão đạo nói, rốt cuộc tử tiên lão đầu muốn tôi làm gì? Sao nghe chừng Chiêm Khánh Nhân phái Côn Luân các ông cũng phải đi cùng tôi? Dương Bách Xuyên thắc mắc, làm gì thì lão đạo không thể nói cho cậu biết, cũng không rõ. Đến lúc đó Lôi Đình sư huynh ắt sẽ tìm cậu, còn nữa, chuyện lần này Lôi Đình sư huynh muốn làm, một mình cậu không thể hoàn thành. Người hợp tác với cậu không chỉ có Chiêm Khánh Nhân, mà còn bốn thanh niên khác, khi nào vào bí địa cậu sẽ biết. Bây giờ lão đạo chỉ nói một lần thôi, đừng xung đột với kẻ thù sẽ tốt cho thằng nhóc cậu, nghe hay không tùy cậu. Dù sao sau khi vào bí địa, gây thù chuốc oán quá nhiều không có ai giúp cậu đâu, cậu tự lo liệu đi. Lăng Hư lão đạo nói xong, dẫn người rời đi. Chiêm Khánh Nhân hung dữ trừng Dương Bách Xuyên, rất bất mãn về thái độ phách lối của anh hồi nãy. Dương Bách Xuyên thấy Chiêm Khánh Nhân trừng mình, bèn hét gọi anh ta, Chiêm yêu nghiệt, hình như anh còn nợ tôi 400 tinh thạch tiên thiên tiền cược, có phải nên trả cho tôi rồi không? Chiêm Khánh Nhân theo sau Lăng Hư tử đã đi xa mấy mét. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, anh ta lảo đảo suýt ngã, thầm mắng trong lòng, mẹ kiếp, cậu đòi nợ trước mặt nhiều người như vậy, ông đây biết giấu mặt vào đâu. Anh ta vừa mắng Dương Bách Xuyên vừa bước đi nhanh hơn. Phía sau lại vang lên giọng nói của Dương Bách Xuyên, thiếu nợ trả tiền là lẽ hiển nhiên. Mặt Chiêm Khánh Nhân đen như đít nồi, anh ta im lặng bỏ đi, lòng thầm hận chết Dương Bách Xuyên. Lăng Hư tử hỏi Chiêm Khánh Nhân, Khánh Nhân. Con nợ Dương Bách Xuyên 400 linh thạch khi nào vậy? Mặc dù con số hơi lớn, nhưng cũng không nhiều lắm, con nên trả hết cho người ta kẻo người ngoài chê cười Côn Luân chúng ta. Và lại con là trưởng giáo Côn Luân tương lai, không thể để lại vết như thế này. À đúng rồi, sao con lại nợ Dương Bách Xuyên 400 tinh thạch tiên thiên? Chiêm Khánh Nhân bị đại trưởng lão hỏi, mặt đỏ phừng phừng. Anh ta coi trọng sĩ diện hơn tính mạng. Đâu thể nói là lần trước đến Vân Môn đấu tốc độ thua Dương Bách Xuyên, sau đó nợ Dương Bách Xuyên 400 tinh thạch tiên thiên đúng không? Anh ta đường đường là người đứng đầu thập đại yêu nghiệt, là trưởng giáo Côn Luân tương lai mà lại thua Dương Bách Xuyên, nếu nói ra thì mất mặt nhường nào. Anh ta ấp úng trả lời, khụ khụ, à thì. Lần trước con tới Vân Môn thăm Lôi Đình sư bá, sau đó nợ tinh thạch mua một ít đan dược từ Vân Môn. Có đánh chết Chiêm Khánh Nhân cũng không nói mình đua tốc độ thua Dương Bách Xuyên. Ừ, ta nghe nói đan dược của thằng nhóc Dương Bách Xuyên không tệ, lần sau con cũng mua cho ta một ít nhé. Con mau trả tinh thạch cho cậu ta đi, lần này bị cậu ta đòi nợ trước mặt mọi người, Côn Luân mất hết mặt mũi rồi. Chiêm Khánh Nhân đỏ mặt đáp, đại trưởng lão yên tâm, lát nữa con sẽ trả hết. Nhưng trong lòng lại nói, Dương Bách Xuyên chờ đó, lát nữa ông đây sẽ trừng trị cậu. Một cuộc tranh đấu, Dương Bách Xuyên xem như kiếm lời cả trong lẫn ngoài, giết kẻ cầm đầu ức hiếp Phong Thiên Nhai là Mộc Phi Cửu, đánh tiên thiên tầng 9 đại viên mãn Mộc Đạo Nhiên trọng thương, mắng Thần Tông và M Nguyệt Môn. Quan trọng là rất nhiều người nhìn ra, Côn Luân rất che chở Dương Bách Xuyên. Điều này khiến cho đám đông vây xem tưởng tượng xa vời, thực lực của Dương Bách Xuyên sánh ngang tiên thiên tầng 9 đại viên mãn, sau lưng còn có Côn Luân chống lưng, đúng là không hổ danh Dương Điên. Trận đấu này có thể nói phái Thanh Thành tiền mất tật mang,
không chỉ không chèn ép được Dương Bách Xuyên mà còn bị cướp mất địa bàn, mặt mũi cũng mất sạch. Vân Môn thành công thay thế Thanh Thành chiếm đóng tại khe núi, dựng lều vải lên, hùng dũng hiên ngang trở về lều nghỉ ngơi. Lần này tên tuổi Dương Điên lại vang xa, đại hội luận đạo tiên thiên còn chưa bắt đầu đã trở thành nhân vật đứng đầu đề tài thảo luận, hễ là người đến đại hội luận đạo sớm đều một hai điều về Dương Bách Xuyên. Thực lực cường đại, tính tình mạnh mẽ, cực kỳ bao che khuyết điểm. Không nên đối địch với kẻ này, đây là suy nghĩ trong lòng rất nhiều người. Cũng có người khá thưởng thức Dương Bách Xuyên, loáng thoáng nghe thấy tin đồn cao thủ số một gì đó. Thậm chí còn có kẻ nói thực lực của Dương Bách Xuyên còn mạnh hơn cả thập đại yêu nghiệt. Tin đồn tương tự truyền đến hẻm núi, khiến Dương Bách Xuyên bị mấy thiên tài ghen ghét, hoặc là nói ghen tị muốn chết. Có mấy người trong thập đại yêu nghiệt còn định đi tìm anh khiêu chiến, tất nhiên cũng có mấy hạng vô danh tiểu tốt tuyên bố muốn khiêu chiến Dương Bách Xuyên. Chẳng qua thân là người trong cuộc, Dương Bách Xuyên lại chẳng biết gì, bởi hiện tại anh đang đón tiếp một vị khách quý. Hoàng hôn, lều vải của Vân Môn đã dựng xong, Dương Bách Xuyên, Thiên Tuyệt và Trần Phong Tử ngồi xuống thảo luận về mấy tông lôn lớn. Đúng lúc này, Phong Thiên Nhai đi vào nói, môn chủ, ngoài cửa có đệ tử Nga Mi tới thăm hỏi. Đệ tử Nga Mi, Dương Bách Xuyên sững sờ, anh và Nga Mi hầu như không quen biết, trong tám tông môn lớn, anh chỉ quen Võ Đang, Côn Luân và Thanh Thành, là người nào? Đối phương là nữ, cũng không nhiều lời, chỉ nói muốn gặp môn chủ. Phong Thiên Nhai đáp, được, mời cô ấy vào đây. Nói xong, mấy người Thiên Tuyệt đứng dậy rời đi, dù sao anh cũng sắp gặp khách, bọn họ ở lại không thích hợp. Đợi đám Thiên Tuyệt lui xuống, Phong Thiên Nhai dẫn một cô gái toàn thân trắng tinh, trên đầu đội mũ rộng vành bước vào. Đệ tử Nga Mi, Mai Thi Dĩnh ra mắt Dương môn chủ. Mai Thi Dĩnh ôm quyền làm lễ. Dương Bách Xuyên đáp lễ, hóa ra là Mai đạo hữu, mời ngồi. Sau khi hai người ngồi xuống, Phong Thiên Nhai sai hai đệ tử dâng trà rồi lui ra ngoài. Dương Bách Xuyên nhìn Mai Thi Dĩnh, hỏi, Mai tiểu thư, không biết có chuyện gì. Đối phương đội mũ rộng vành, Dương Bách Xuyên không nhìn thấy dáng vẻ cô ra sao, anh không quen biết người này nhưng có thể chắc chắn đối phương có chuyện mới đến đây nên anh hỏi thẳng. Dương Bách Xuyên, tôi đến đây là muốn xác định một chuyện, hy vọng anh có thể trả lời thành thật. Mai Thi Dĩnh cũng không vòng vèo. Mời nói, Dương Bách Xuyên nghe thấy Mai Thi Dĩnh gọi thẳng tên mình thì hơi ngạc nhiên. Bởi vì anh nghe được ý không tốt từ giọng điệu của cô, trong lòng thầm nghĩ, anh thật sự chưa từng gặp Mai Thi Dĩnh, cũng không đánh nhau với Nga Mi, hẳn không nên đắc tội chỗ nào mới đúng. Dương Bách Xuyên mang theo nỗi nghi ngờ, nhìn về phía Mai Thi Dĩnh chờ câu trả lời. Chỉ nghe Mai Thi Dĩnh nghiêm túc nói, tôi có một người chị là ngôi sao giải trí, tất cả mọi người đều gọi là chị Mai. Cái gì? Dương Bách Xuyên nhảy phát lên, cắt ngang Mai Thi Dĩnh. Hiện tại anh đã rõ ràng. Mai Thi Dĩnh, chị Mai, đều là họ Mai, chẳng trách cô lại tìm tới đây, vừa rồi anh còn nghĩ chưa ra bản thân có tiếp xúc với đệ tử Nga Mi nào không, hóa ra đối phương là em gái chị Mai. Dương Bách Xuyên hơi kích động, anh vẫn luôn canh cánh cái chết của chị Mai trong lòng, bên cạnh đó còn có áy náy. Lúc trước khi giả gái nghe nói chị Mai còn có một người em gái ở Ba Thục, anh còn nghĩ sau này đi tìm đối phương đền bù tổn thất để lương tâm an ổn, dù sao chị Mai cũng vì anh mà chết. Không ngờ hiện tại em gái chị Mai lại chủ động tìm tới cửa, vì vậy lúc Dương Bách Xuyên nghe thấy tên chị Mai mới kích động nhảy lên. Cũng ngay lúc này, Ngô Mặc Thu đang trong trạng thái ẩn thân nói, tiên sinh, trước đó em đã nghe ngóng bên ngoài, Mai Thi Dĩnh là đệ tử Nga Mi, xếp hạng tư trên bảng thập đại yêu nghiệt. Quả nhiên, Mai Thi Dĩnh vừa vào đây, anh đã cảm giác khí tức đối phương rất đặc biệt, tuổi không lớn lắm nhưng tu vi đã là tiên thiên tầng 9 trung cấp. Có thể xếp thứ tư trên bảng thập đại yêu nghiệt nói rõ người này không đơn giản. Dương Bách Xuyên truyền âm với Ngô Mặc Thu. Lúc này, trên người Mai Thi Dĩnh bỗng tỏa ra khí lạnh, hừ một tiếng, chị gái tôi mất tích liên quan đến anh đúng chứ, anh đã giết chị tôi rồi đúng không? Trong suy nghĩ của Mai Thi Dĩnh, cô đã xem Dương Bách Xuyên thành người hiểm nghi. Sau khi chị gái mất tích, cô đã đến đảo Hồng Kông điều tra, biết được chị gái qua đêm ở nhà Dương Bách Xuyên, ngày hôm sau liền mất tích. Vì vậy Mai Thi Dĩnh hoài nghi chuyện này có liên quan đến Dương Bách Xuyên. Thậm chí cô còn nghi ngờ rất có thể chị gái đã không còn trên đời rồi, là Dương Bách Xuyên giết chết chị ấy nên hiện tại trên người cô toát ra sát ý không thèm che giấu. Ngô Mặc Thu núp trong bóng tối sốt ruột, nói tiên sinh, có cần em ra tay không? Dương Bách Xuyên truyền âm, Thu Nhi, đừng lo lắng, không có việc gì, em ra ngoài trước đi.
Tiên sinh. Không sao, ra ngoài đi. Sau khi Ngô Mặc Thu biến mất khỏi lều vải, Dương Bách Xuyên nhìn Mai Thi Dĩnh, cười khổ, quả thật chị Mai mất tích có liên quan đến tôi, ngoài ra, vô cùng xin lỗi, chị Mai đã không còn trên đời này nữa. Chẳng qua không phải tôi giết chị Mai, cô ấy vì tôi mà chết, thật xin lỗi. Dương Bách Xuyên trịnh trọng xin lỗi Mai Thi Dĩnh. Nghe thấy tin tức chị gái đã không còn, trong đầu Mai Thi Dĩnh nổ vang ầm ầm rồi trống rỗng, không hề nghe thấy những lời phía sau của Dương Bách Xuyên. Cả người cô run lên, trên khuôn mặt ẩn sau lớp mũ rộng vành không kiềm được chảy xuống hai hàng nước mắt. Mai Thi Dĩnh lạnh lùng hỏi, Dương Bách Xuyên, tại sao anh lại giết chị tôi, chị ấy chỉ là người bình thường, sao lại đắc tội anh rồi? Dương Bách Xuyên sửng sốt, biết rõ cô không nghe rõ lời mình, hít sâu một hơi nói, tôi và chị Mai không oán không thù, sao tôi lại giết cô ấy được? Ngược lại chúng tôi còn là bạn bè, mọi chuyện phải kể từ khi tôi quen biết chị Mai, ở đảo Hồng Kông. Sau đó Dương Bách Xuyên nói hết từ lúc bản thân quen chị Mai đến người nhà họ Hồng vì trả thù anh mà bắt cóc cô ấy, chôn một tấn thuốc nổ tặng mỏ, cái chết của chị Mai. Nghe anh kể xong, cơ thể Mai Thi Dĩnh không ngừng run rẩy. Dựa theo lời anh nói, chị gái cô bị người nhà họ Hồng hãm hại, cuối cùng vì bọn họ đối phó với Dương Bách Xuyên khiến chị gái cô liên lụy mà chết. Cũng trong lời kể của Dương Bách Xuyên, anh đã diệt môn nhà họ Hồng, cô cũng từng nghe thấy chuyện này. Lúc trước sự tích Dương Bách Xuyên diệt môn nhà họ Hồng, chém giết gần trăm cao thủ tiên thiên đã chấn động toàn bộ giới võ cổ. Không nghĩ tới là Dương Bách Xuyên báo thù cho chị gái. Chẳng qua cuối cùng chị gái cũng vì Dương Bách Xuyên mà chết, theo lý mà nói chuyện này không giống nhau nhưng trong lòng Mai Thi Dĩnh thật sự không thể tiếp thu được sự thật. Cuộc đời của hai chị em cô đầy ắp những đau khổ, sau khi ba qua đời, mẹ tái giá xuất ngoại, chị gái sống nhờ tại nhà bác hai. Còn cô vì bệnh tật bẩm sinh đã bái sư vào Nga Mi, vừa tu hành võ đạo vừa chữa bệnh. Tuy hai chị em không thể gặp mặt thường xuyên nhưng tình cảm lại rất tốt. Vì quy định tông môn mà cô không thể xuống núi, chị gái rất hay lên núi thăm cô có thể vì ít gặp nhau nên quan hệ của hai chị em vô cùng tốt đẹp. Chị gái mang lại cho cô không chỉ là tình chị em mà còn có tình thương của mẹ. Hôm nay chị gái mất rồi, bảo cô làm sao chấp nhận đây. Dương Bách Xuyên, anh trả chị gái lại cho tôi. Dưới lớp mũ rộng vành, mắt Mai Thi Dĩnh chảy xuống hai dòng nước mắt máu, ngay sau đó không nói một lời tung một chưởng về phía Dương Bách Xuyên. Phụt. Dương Bách Xuyên không tránh né, để yên cho một chưởng của Mai Thi Dĩnh va chạm với bộ ngực rắn chắc của mình, ngay sau đó anh phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bay ngược ra sau đụng vào bàn, rầm, một tiếng vỡ thành từng mảnh. Sau khi Mai Thi Dĩnh đánh Dương Bách Xuyên một chưởng cũng sững sờ, trước đó cô thấy anh chém giết Mộc Phi Cừu. Đánh tiên thiên tầng 9 đại viên mãn Mộc Đạo Nhiên trọng thương thì cho rằng Dương Bách Xuyên sẽ tránh được một chưởng của mình, thế nhưng anh lại không né. Dương Bách Xuyên nghĩ, chị Mai thật sự vì anh mà chết, hiện tại em gái cô ấy Mai Thi Dĩnh đánh anh một cái cũng hợp lý lẽ, cuối cùng là anh thẹn với hai chị em nhà họ Mai, nhận một chưởng của Mai Thi Dĩnh thì trong lòng anh sẽ dễ chịu hơn một chút. Động tĩnh trong lều vải kinh động đến mấy người Phong Thiên Nhai và Ngô Mặc Thu, một ngoài sáng, một trong tối đang chờ bên ngoài. Cả hai nhanh chóng vọt vào bên trong. Môn chủ, yêu nữ lớn mật, Phong Thiên Nhai nhìn thấy khóe miệng Dương Bách Xuyên có vết máu, người lại nằm dưới đất, rõ ràng là bị Mai Thi Dĩnh đánh trọng thương, lập tức nổi giận ra tay. Ngô Mặc Thu trực tiếp đi ra sau lưng Mai Thi Dĩnh, tung một chưởng về phía đầu cô. Dừng tay, khụ khụ dừng lại, Dương Bách Xuyên ho ra máu, vội kêu Phong Thiên Nhai và Ngô Mặc Thu dừng tay. Hai người kia đồng thời dừng lại. Nhìn Dương Bách Xuyên bằng vẻ mặt khó hiểu, thật sự không rõ môn chủ xảy ra chuyện gì, nhìn qua anh hoàn toàn không hề đánh trả. Lúc này Phong Thiên Nhai mới nhớ tới lúc ở Vân Môn từng nghe đại đồ đệ của anh Độc Cô Hối nói qua, môn chủ đại nhân cái gì cũng tốt, chỉ có về mặt tình cảm quá đa tình. Hai người đều lùi xuống đi, tôi và Mai Tiểu Thư có chút hiểu lầm thôi. Dương Bách Xuyên xua tay, ra hiệu. Vâng, Phong Thiên Nhai dẫn người ra ngoài, không dám chống lại mệnh lệnh của anh. Sau khi đi ra, ông ta còn lắc đầu thở dài, xem ra môn chủ đại nhân nợ tình cảm rất nhiều. Đâu chỉ vậy, tôi đoán là nghiệt duyên đó, không thấy môn chủ đại nhân bị đánh mà không hề chống cự, nằm yên chịu đòn à. Ai mà không thấy, chẳng hiểu nổi cô gái kia xảy ra chuyện gì, môn chủ nhà chúng ta tuấn tú phong độ, thiên phú dị bẩm, là rồng phượng giữa loài người đấy. Sao lại không biết tốt xấu, còn đánh nhau, đi theo môn chủ đại nhân tốt biết bao nhiêu.
Mặc dù mấy người ngoài lều đã cố ý đè thấp giọng nhưng làm sao có thể giấu được đôi tai thính của Dương Bách Xuyên, nghe thấy nội dung bọn họ bàn tán, khóe miệng anh khẽ co giật. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy Mai Thi Dĩnh hỏi, Dương Bách Xuyên, anh cho rằng không ra tay chống cự là có thể chuộc lại lỗi lầm của mình ư? Muốn tôi tha thứ cho anh? Nằm mơ, là tôi có lỗi với cô và chị gái cô, nếu như cô chưa hết giận thì cứ đánh đi, tôi sẽ không đánh trả. Nói giọng, Dương Bách Xuyên im lặng đứng dậy đi đến trước mặt Mai Thi Dĩnh, dáng vẻ mặc người xử lý. Tâm trạng Mai Thi Dĩnh đang vô cùng kích động, cô giơ tay lên, Dương Bách Xuyên bỗng nhắm mắt lại khiến cô sững sờ, bàn tay nâng lên cuối cùng vẫn không thể hạ xuống, nghĩ lại thì cái chết của chị gái cũng không phải lỗi lầm của Dương Bách Xuyên, có chẳng chỉ là do mệnh cô ấy quá khổ. Trong đầu Mai Thi Dĩnh còn nghĩ tới sự kiện Dương Bách Xuyên diệt môn nhà họ Hồng báo thù cho chị gái, rốt cuộc cũng hạ tay xuống, nghẹn ngào nức nở chị ơi, hu hu. Cô vừa khóc lên, tâm trạng lập tức mất khống chế khiến cho bệnh bẩm sinh tái phát. Từ nhỏ bởi vì nguyên nhân thân thể mà khi ba còn sống, cô đã được đưa tới núi Nga Mi chữa bệnh, trời sinh cô đã có bệnh trong người, hiện tại tâm trạng kích động quá mức khiến bệnh cũ tái phát, hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Dương Bách Xuyên vốn đang nhắm mắt chờ cái tát của Mai Thi Dĩnh giáng xuống nhưng lại đợi được tiếng khóc nghẹn ngào của cô, vừa mở mắt là thấy đối phương ngất xỉu, té ngã vào lòng anh. Dương Bách Xuyên vội vàng giơ tay ra đỡ, suýt nữa đã bị phỏng, bởi vì hiện tại cả người Mai Thi Dĩnh nóng bừng như than đá trong lò nung. Anh vận chuyển chân khí kiểm tra cho đối phương, sắc mặt lập tức thay đổi. Một quyền chân khí của Dương Bách Xuyên lan truyền trong cơ thể Mai Thi Dĩnh, làm anh phát hiện thân thể Mai Thi Dĩnh có vấn đề lớn. Trong đầu cũng nhớ tới, lúc ấy BD nói với anh, em gái của chị Mai cũng chính là Mai Thi Dĩnh, bởi vì từ nhỏ đã có bệnh, vì chị bệnh mới được đưa đến một nơi nào đó ở Ba Thục xuất gia. Bây giờ kiểm tra được tình huống trong cơ thể Mai Thi Dĩnh, thật đúng là có vấn đề. Trong cơ thể cô có lửa. Khắp nơi trong cơ thể giống như là tìm lửa. Nói chính xác là trong kinh mạch tồn tại năng lượng cường đại có thể so với chân hỏa, không đúng, đây là một loại năng lượng hệ hỏa còn hung hãn hơn chân hỏa. Dương Bách Xuyên cũng không rõ đó là cái gì. Ban đầu anh muốn dùng chân khí của mình đi giúp Mai Thi Dĩnh ức chế tình huống như vậy, nhưng bây giờ lại phản tác dụng, làm cho năng lượng trong cơ thể cô càng thêm cường đại. Anh vội vàng dừng lại, đưa Mai Thi Dĩnh đã hôn mê lên ghế. Sau đó Dương Bách Xuyên chỉ có thể xin sư phụ Vân Thiên Tà giúp đỡ, xem trong cơ thể Mai Thi Dĩnh rốt cuộc là tình huống gì. Nếu đã biết Mai Thi Dĩnh là em gái của chị Mai, như vậy bất luận thế nào cũng phải giúp đỡ Mai Thi Dĩnh, chỉ coi như là một sự bù đắp. Anh hét to ở trong đầu, lão già, đi ra xem thử xem, tình huống của Mai Thi Dĩnh rốt cuộc là như thế nào. Thằng nhóc con không thể để cho vi sư nghỉ ngơi thật tốt sao, suốt ngày hành hạ. Nói đến đây Vân Thiên Tà khẽ dừng lại, ôi cô bé này đây là... Cái gì vậy? Dương Bách Xuyên có chút sốt ruột. Con khỉ, gấp cái gì? Vi sư vẫn phải xem thử tình huống mới có thể xác định được. Vân Thiên Tà bất mãn nói. Được rồi, người nhìn kỹ đi, con không quấy rầy lão già ngài. Dương Bách Xuyên không dám nói chuyện. Nửa ngày sau, giọng nói của Vân Thiên Tà như chợt nhớ ra, nếu vi sư không nhìn lầm thì cô bé này chính là huyết mạch của thần Phượng. Trong huyết mạch thần Phượng có sức mạnh hỏa diễm, hơn nữa còn tỉnh thức rất sớm. Nếu nói theo thế giới của giới võ cổ các con thì cô gái là người tu luyện song hệ, là võ cổ giả cũng là thiên tỉnh giả, bẩm sinh đã dùng được lửa thần Phượng. Đáng tiếc là, huyết mạch thần Phượng trong cơ thể cô bé thức tỉnh quá sớm, gây nên hậu quả là cô bé không thể nào chịu đựng được sức mạnh thần hỏa cấp bậc này. Nếu như huyết mạch thần Phượng trong cơ thể cô bé thức tỉnh sau khi trưởng thành, trước khi trưởng thành tu luyện võ đạo, củng cố rộng mở kinh mạch trong cơ thể, đợi đến khi huyết mạch thần Phượng thức tỉnh, cô bé sẽ có thể tùy theo ý mình sử dụng lửa thần Phượng, nhưng mà huyết mạch thần Phượng của cô bé thức tỉnh ở tuổi còn nhỏ, vậy thì cho dù sau này cô bé tu luyện võ đạo, có thể áp chế sức mạnh trong cơ thể, nhưng cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Có thể sống đến bây giờ là nhờ có ý chí kiên cường của cô bé, nhưng xấu là xấu ở chỗ công phu tu luyện của cô bé lại là thuộc tính băng. Nghĩ đến trưởng bối của cô bé này là muốn dùng công pháp thuộc tính băng để cân bằng sức mạnh lửa thần Phượng trong cơ thể cô bé, như vậy lúc cô bé còn nhỏ còn có chút tác dụng. Nhưng lúc trưởng thành cộng thêm tu vi võ đạo tăng cao, dù sao thành cục diện thủy hỏa bất dung, vi sư đoán trường sư môn của người đó e là cũng không biết huyết mạch thần Phượng trong cơ thể cô bé, nếu không lựa chọn tốt nhất hẳn là nên để cho cô bé luyện công pháp thuộc tính lửa. Hiện giờ ngược lại là hại cô bé.
chỉ cần tâm trạng của cô bé dao động bất thường, mặc dù chân nguyên công pháp thuộc tính băng trong cơ thể người đó sẽ áp chế lửa thần phược, nhưng khi nước lửa giao hòa sẽ có thể dẫn đến chết, nhất là sức mạnh thần phược, những người đó quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng, xem thường. Nghe sư phụ nói xong, Dương Bách Xuyên vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến huyết mạch thần phượng hoàng gì đó, lửa thần phượng nghe có vẻ rất châu bò, liền hỏi, lão già, cái gì là huyết mạch thần phượng? Nghe rất châu bò đó. Không ai có thể nói rõ ràng trong cơ thể con người làm sao có huyết mạch thần phượng, nhưng chính xác là sự thật, huyết mạch truyền thừa rất lâu, ở tu chân giới có hai kiểu lời đồn, kiểu thứ nhất là loài người sở hữu thần thú thần chim huyết mạch, tổ tiên chính là thần thú thần chim kết hợp, cho nên là truyền thừa huyết mạch. Kiểu lời đồn thứ hai là hậu thiên hình thành, ví dụ như nhờ số trời run rủi mà cắn nuốt huyết mạch hoặc năng lượng của thần thú thần chim nào đó, nhưng ở tu chân giới thì kiểu thứ hai chiếm đa số. Mà cô gái này là loại truyền thừa huyết mạch đầu tiên hiếm thấy, nói cách khác trong thời đại xa xưa tổ tiên của cô bé là thần phượng, huyết mạch thần phượng không biết qua bao nhiêu đời đã thức tỉnh trên người cô bé. Nếu như là đặt ở tu chân giới, cô bé này sẽ trở thành đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của nhất tộc, tương lai tu luyện ngày sau không có giới hạn, nhưng đặt ở thế giới linh khí và tu luyện truyền thừa đứt đoạn của các con thì lại là mầm tai họa phải chết. Ở tu chân giới đích thật có tồn tại gia tộc thần phượng, hơn nữa còn vô cùng thần bí cường đại, đồng dạng ở tu chân giới cũng có huyết mạch long tộc, huyền vũ, kỳ lân. Là những huyết mạch gia tộc siêu nhiên. Những gia tộc này ở tu chân giới đều là gia tộc đứng ở đỉnh kim tự tháp, rất coi trọng truyền thừa huyết mạch, cũng tuyệt đối sẽ không thông hôn với ngoại giới. Nhưng hiện tại cô bé này lại là thổ tộc thế giới các con, điều này làm cho vi sư rất khó hiểu, chẳng lẽ mấy năm trước có người của gia tộc thần phượng tới trái đất. Quả nhiên là làm cho người ta khó hiểu ghê. Giới các con đến tột cùng có tồn tại bí mật gì mà có thể làm cho gia tộc thần phượng lưu lại huyết mạch đời sau? Hơn nữa nếu đã có gia tộc thần phượng, có thể có mấy gia tộc khác như long tộc hay không? Hay kỳ lân, hay tung tích của các gia tộc như huyền vũ, bạch hổ? Bọn họ có thể đã từng tới trái đất ư? Tại sao họ lại đến trái đất, còn lưu lại huyết mạch đời sau tồn tại? Nghĩ không ra nha, trong giọng nói của Vân Thiên Tà tràn ngập sự hiếu kỳ sâu sắc. Dương Bách Xuyên nghe xong cũng đủ rung động, nếu thật sự đúng như lời sư phụ nói, như vậy Mai Thi Dĩnh chính là hậu duệ của thần phượng nhất tộc, hơn nữa rất có thể còn có gia tộc vô thượng cường đại khác tồn tại. Mặc kệ ngẫm lại những thứ này dường như cũng không liên quan đến anh, hiện tại trong mắt Dương Bách Xuyên anh thì Mai Thi Dĩnh chính là em gái của chị Mai, bất luận thế nào anh cũng phải cứu người. Lão già, bây giờ con không quan tâm đến gia tộc thần phượng hay không thần phượng gì đó. Con chỉ quan tâm là người có thể nghĩ cách cứu Mai Thi Dĩnh hay không, chị gái cô ấy vì con mà chết, để bù đắp thì con phải giúp Mai Thi Dĩnh, nếu không lương tâm của con cả đời không được yên bình. Dương Bách Xuyên nói xong, chờ sư phụ Vân Thiên Tà trả lời. Thằng nhóc thối, gấp cái gì, ta chưa nói không thể cứu mà, vi sư đường đường là tán tiên 12 kiếp, sao lại không có cách chứ, bây giờ ta sẽ phổ cập cho con một chút về gia tộc vô thượng ở tu chân giới trong lịch sử. Tránh cho con ngày sau mất mặt ở tu chân giới. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô bé tên Mai Thi Dĩnh này gặp phải thằng nhóc con cũng là vận may của cô bé, có vi sư ở đây, cô bé đích thật không chết được, nếu không, đợi đến khi huyết mạch thần phượng hoàng trong cơ thể cô bé hoàn toàn thức tỉnh sống lại, vậy chắc chắn sẽ phải chết. Lại nói, cứu cô bé này, ngày sau gia tộc thần phượng ở tu chân giới sẽ nợ con một ân tình, cuộc mua bán này rất có lợi. Giọng nói của Vân Thiên Tà vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên, cực kỳ giống một người làm ăn. Đây là người trái đất và tu chân giới có quan hệ, ngay cả Mai Thi Dĩnh cũng không phải người của gia tộc thần phượng ở tu chân giới, cô bé là người sinh ra và lớn lên ở trái đất đấy. Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt. Lỗ tai con bị điếc à, không nghe vi sư vừa nói sao, chỉ có một gia tộc thần phượng trong vũ trụ, không thể nào có gia tộc thứ hai. Tổ tiên của cô bé này có lẽ chính là người của gia tộc Phượng Thần ở tu chân giới đi tới trái đất để mở rộng truyền bé lưu lại một dòng máu. Quan trọng là nhìn từ huyết mạch của Mai Thi Dĩnh, huyết mạch thần Phượng trong cơ thể cô bé vô cùng tinh khiết, đẳng cấp rất cao, nếu sau này cô bé đi tu chân giới, chính là đối tượng trọng điểm để gia tộc thần Phượng ở tu chân giới bồi dưỡng. Cho nên, nhất định phải cứu được Mai Thi Dĩnh để gia tộc thần Phượng ở tu chân giới nợ con một ân tình. Gia tộc thần phượng ở tu chân giới có chí bảo đó, ngày sau vì vi sư tái tạo tiên thể còn cần tìm gia tộc thần phượng xin một món bảo bối. Vân Thiên Tà sâu kín nói. Bảo bối gì mà có thể làm cho lão già người thèm khát thế? Dương Bách Xuyên tò mò hỏi.
Cái này nói sau đi, bây giờ vi sư sẽ nói cho con biết cách cứu Mai Thi Dĩnh, dù sao cũng cần chính con nghĩ cách, vi sư chỉ phụ trách nói cho con biết. Vân Thiên Tà rất vô trách nhiệm nói. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên đen lại nhưng cũng biết lão già thật sự cũng chỉ có thể ra chủ ý giúp mình, thực sự muốn thực hiện còn cần chính mình đi làm. Cách gì? Dương Bách Xuyên hỏi ông. Giọng nói Vân Thiên Tà vang lên, cách thực ra rất đơn giản, tìm kiếm một loại tinh hỏa trời đất để cho Mai Thi Dĩnh nuốt chửng, như vậy có thể bổ sung cho cô bé tiến độ lửa thần phượng để không ngừng thôn phệ chân nguyên và tinh nguyên. Do đó có hiệu quả ức chế sức mạnh thần phượng phá hỏng cơ thể con bé, vậy là có thể làm cho cô bé sống sót. Đương nhiên, cụ thể thực hư thì phải chờ con tìm được tinh hỏa trời đất rồi nói sau. Tinh hỏa trời đất, đó là cái gì vậy? Dương Bách Xuyên khó hiểu hỏi. Tinh hỏa trời đất, đúng như tên gọi của nó chính là do trời đất tự nhiên thai nghén mà thành hỏa diễm, cũng không phải là chân hỏa trong cơ thể con tu luyện ra. Ví dụ như U Minh chi hỏa, Ngũ Hành chi hỏa, Thái M, Thái Dương chi hỏa. Chủng loại đa dạng, uy lực cũng không đồng đều, nhưng đều do trời đất tự nhiên thai nghén mà thành, tìm kiếm vô cùng khó khăn, nhưng chắc chắn tồn tại, mỗi một thế giới đều không thiếu được sức mạnh hỏa diễm, thế giới của các con cũng không ngoại lệ. Đến lúc đó con tìm kiếm được thì sẽ được. Mặt khác, có thể luyện chế đan huyền băng để Mai Thi Dĩnh sử dụng, nhưng trong thời gian ngắn áp chế lửa thần phượng trong cơ thể cô bé thôn phệ, sau đó vi sư sẽ giao cho con phương thuốc đan dược này, tài liệu cần thiết tất cả đều cần băng âm thuộc, tài liệu luyện đan tìm kiếm không khó. Ngay khi hai thầy trò thảo luận về Mai Thi Dĩnh cũng từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn thấy Dương Bách Xuyên, cô bất chợt hỏi một câu, Dương Bách Xuyên, anh nói anh và chị gái tôi cùng bị nổ ở mỏ hoang, nhưng vì sao anh không sao? Mà chị gái tôi lại chết rồi. Dương Bách Xuyên đau cả đầu khi đối mặt với câu hỏi của Mai Thi Dĩnh, lần trước giải thích cho cô anh đã tránh được vấn đề này, nhưng không nghĩ tới sau khi hôn mê tỉnh lại, cô lại đề cập tới chuyện này đầu tiên. Lúc này, Dương Bách Xuyên thật sự hy vọng huyết mạch chi lực trong cơ thể sẽ hành hạ cô nhiều hơn, để cô không còn thời gian nghĩ tới chi tiết nhỏ như vậy. Đáng tiếc. Thần phượng chi lực trong cơ thể Mai Thi Dĩnh đã cắn trả lại, kiên trì chịu đựng một chút là ổn rồi. Vấn đề này sau khi cô tỉnh táo lại, Dương Bách Xuyên quả thật là rất khó trả lời, hoặc là nói anh không muốn trả lời thì đúng hơn. Anh cũng đâu thể nói cho Mai Thi Dĩnh biết, trên người anh có không gian bình càn khôn thần bí, đúng không? Bí mật này tuyệt đối không thể nói cho Mai Thi Dĩnh biết. Vì thế, Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi nhìn cô không chớp mắt. Cô đừng để ý tới việc tôi sống sót, dù sao cô chỉ cần biết, tôi không hề hại chị gái cô, tôi cũng không thể trả lời câu hỏi của cô được, tin hay không thì tùy. Hiện tại, chúng ta khoan không nói tới chuyện của chị Mai, nói về cô trước đi, tình huống trong cơ thể cô rất tệ, tôi có trách nhiệm nói cho cô biết, sức mạnh thần phượng trong cô đang phản phệ, mỗi lúc càng mạnh hơn, khó tránh khỏi. Dương Bách Xuyên không nói về sau, nhưng Mai thì dính hiểu đó là cái chết. Cô biết rõ cơ thể mình như thế nào, tình hình thực tế đối với cô mà nói chính là sống được ngày nào hay ngày đó. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô nghe nói về thần phượng lực mà Dương Bách Xuyên nhắc tới, từ nhỏ cô đã yếu ớt nhiều bệnh, cơ thể thường xuyên cảm thấy nóng như lửa đốt, đau tới chết đi sống lại, nhưng cụ thể là bệnh gì thì ngay cả sư phụ và sư tổ của cô cũng không biết. Mai Thi Dĩnh không hiểu vì sao Dương Bách Xuyên lại biết được sức mạnh thần hoàng. Đây là lần đầu tiên cô nghe đến nó. Lẽ nào Dương Bách Xuyên biết tình huống hiện tại của cô sao? Mai Thi Dĩnh hỏi theo bản năng, sức mạnh thần hoàng gì? Anh nói rõ hơn đi. Vấn đề này thành công chuyển đề tài, khiến Mai Thi Dĩnh buông tha truy hỏi vấn đề làm sao Dương Bách Xuyên sống sót được trong quặng mỏ. Trong lòng Dương Bách Xuyên thở dài một hơi, anh bắt đầu giải thích cho cô, anh mang những gì phụ đã nói với anh về huyết mạch thần phượng, kể lại cho Mai Thi Dĩnh nghe không sót một chữ nào. Đương nhiên anh cũng nói. Anh có thể giúp cô. Ai mà biết sau khi anh kể xong, Mai Thi Dĩnh lại im lặng hồi lâu rồi lập tức đứng dậy nói, ai cần anh cứu mạng. Dù sao chỉ tôi vì anh mà chết, Dương Bách Xuyên, anh đừng trông chờ tôi sẽ tha thứ cho anh. Nói xong, Mai Thi Dĩnh dứt khoát rời đi. Để lại Dương Bách Xuyên sững sờ lại chỗ. Cái quái gì thế này Dương Bách Xuyên buồn bực, tự lẩm bẩm một mình. Ha ha, nhóc con yên tâm đi. Cô gái này sẽ không từ bỏ hy vọng được sống đâu, nếu không thì cô ấy sẽ không sống tới hiện tại, trên thế gian thật sự nhìn thấu sinh tử chẳng có được mấy người. Sau này nhất định cô ấy sẽ tới tìm con, cho dù cô ấy không chủ động tìm thì con cũng sẽ đi, gia tộc thần phượng chính là gia tộc cường đại thần bí,
không thể bỏ lỡ, Vân Thiên Tà nói. Dương Bách Xuyên gật đầu, vâng, cho dù là vì chị Mai, con cũng sẽ không bỏ mặc Mai Thi Dĩnh. Hai thầy trò tán gẫu vài câu, Vân Thiên Tà ném công thức đan hàn băng cho Dương Bách Xuyên. Ngày thứ hai, sau khi Dương Bách Xuyên thức dậy, Thiên Tuyệt tới tìm Dương Bách Xuyên để đi dạo chợ phiên Sơn Cốc. Trong vài ngày bí địa mở khóa, dựa theo lệ cũ các thế lực lớn sẽ mở chợ phiên ở Sơn Cốc, tới giao dịch các loại thiên tài địa bảo. Dương Bách Xuyên rất hứng thú với những thiên tài địa bảo mà võ cổ giả Tiên Thiên lấy ra, anh cũng chuẩn bị luyện chế vài loại đan dược, nhưng khổ nỗi là không đủ linh dược, vì thế anh cùng đám người Thiên Tuyệt ra ngoài thử vận may, hy vọng có thể tìm được linh dược quý hiếm để luyện chế linh dược. Trong đầu anh có vô số phương thức luyện đơn cấp thấp, nhưng không có linh dược thì anh cũng chẳng còn cách nào khác, những phương thức này đều là sư phụ Vân Thiên Tà mang từ tu chân giới tới, trên trái đất có rất nhiều đan dược đều không có linh dược luyện chế. Trước mắt, tu vi của anh đang ở trúc cơ tầng 9, bước tiếp theo chuẩn bị tiến vào kim đan, ngoại trừ cảm ngộ thiên nhiên đất trời, sự trợ giúp của đan dược cũng rất quan trọng. Trong đó, đan độ kiếp chính là thứ không thể thiếu, ở thành tựu kim đan, đan độ kiếp gia tăng nắm chắc khả năng vượt qua thiên kiếp, rất khó khăn nhưng cũng rất trọng yếu, thăng cấp lên kim đan là điểm mấu chốt nhất để một bước lên mây, không độ kiếp chỉ có thể là giả kim đan. Ngoài ra, đan dược trên cơ thể anh không thể sử dụng chân khí, hiện tại chỉ có đan tụ khí, nhưng tu vi tăng cao, đan tụ khí đã không thỏa mãn được nhu cầu của anh, hiện tại cần phải luyện chế đan dược cao cấp hơn để tu luyện và bổ sung chân khí vào thời khắc mấu chốt. Tối hôm qua, trong đầu anh đã tìm được 3 phương thức luyện đan, trong đó có một đan dược gần trung phẩm đan thiên nguyên, rất thích hợp sử dụng trong giai đoạn này. Đan thiên nguyên, cho dù là thu thập linh dược hay công hiệu đều rất phù hợp, nhưng anh chỉ thiếu duy nhất một linh dược, cho dù long huyết thảo cũng không thể thay thế được, vì thế nên hôm nay Dương Bách Xuyên chuẩn bị ra ngoài thử vận may. Đến nơi, Dương Bách Xuyên dặn dò Phong Thiên Nhai, Lão Phong, hôm nay ông bất cả một chút. Dẫn mọi người đi tìm 3 đồ đệ không nên thân giúp tôi, xem có tin tức gì hay không. 3 thằng danh này, theo lý mà nói thì bọn chúng phải tới đây sớm hơn chúng ta mới phải, nhưng tới đây 2 ngày rồi vẫn không thấy đâu, cũng không biết bọn chúng có đi vớ vẩn ở đâu không, đến bây giờ còn không thấy bóng người. Được, môn chủ yên tâm, chúng tôi sẽ ra ngoài tìm thử. Ừ, đi đi, cẩn thận một chút, nhưng nhớ kỹ, người Vân Môn chúng ta không gây sự, nhưng cũng không ngại phiền phức. Dương Bách Xuyên dặn dò Phong Thiên Nhai một tiếng, sau đó anh cùng Thiên Tuyệt, Minh Giác và Trần Phong Tử ra ngoài, bắt đầu đi dạo chợ phiên Sơn Cốc. Về phần 3 người Độc Cô Hối, Vương Tông Nhân và Võ Kiếm còn chưa tới, ít nhiều gì cũng khiến anh lo lắng, hiện tại anh đã đắc tội 4 tông môn cổ xưa, chỉ sợ bọn họ sẽ ra tay với 3 đồ đệ này, cũng may bên ngoài không có mấy người biết chuyện anh có 3 đồ đệ. Nhưng làm việc phải cẩn trọng. Vậy nên anh mới để Phong Thiên Nhai dẫn người đi tìm 3 đồ đệ của mình, cả cái Sơn Cốc này, nói lớn thì không lớn mà nhỏ thì cũng không nhỏ, không tìm thì cũng không biết 3 người họ đã tới hay chưa. Khi bọn họ đi tới chợ phiên Sơn Cốc, trên đường đến đây, Dương Bách Xuyên nhìn thấy không ít linh dược tốt, bình thường rất khó tìm được linh dược hơn 100 năm, nhưng ở đây anh thấy rất nhiều, đương nhiên linh dược trên 100 năm, dưới 300 năm là chiếm đa số. Còn linh dược từ 3 đến 500 năm có rất ít, nhưng cũng không phải là không có, mà linh dược từ 500 năm trở lên 1000 năm trở xuống, Thiên Tuyệt nói những linh dược đó đa số nằm trong tay những gia tộc và tông môn lớn, còn linh dược trên 1000 năm thì tới nay vẫn chưa nhìn thấy. Dương Bách Xuyên nghĩ ngợi rồi nói, Thiên Tuyệt, trong tông môn cổ xưa, nhà nào nhiều linh dược nhất chúng ta qua đó xem thử. Thiên Tuyệt ngẫm lại rồi nói, xét về sự đa dạng của linh dược trong 8 đại tông môn ở Trung Quốc. Có lẽ là, Miêu Trại, chiếm giữ thập vạn đại sơn, sư tổ, ngài muốn linh dược gì, mọi người cùng nhau tìm giúp ngài. Một loại linh dược tên là U Linh Đằng, rễ cây màu xanh nhạt, nhưng tại tỏa ra vị chua gay mũi, ngửi vào sẽ khiến người ta không tự chủ được mà chảy nước mũi, cũng không biết trên trái đất có loại linh dược này hay không, chúng ta trực tiếp đi tới Miêu Trại xem một chút. Thật ra, Dương Bách Xuyên cũng không ôm quá nhiều hy vọng, dù sao thì phương thức này dành cho đan dược từ tu chân giới. Trên trái đất cũng không chắc có loại linh dược này. U Linh Đằng là một trong những linh dược chính luyện chế đan độ kiếp trong kim đan kỳ, Dương Bách Xuyên muốn thử vận may tìm kiếm. Chúng ta tới chợ phiên Miêu Trại hỏi thử, nếu như Miêu Trại cũng không có thì những chỗ khác lại càng không có, Miêu Trại từ trước đến nay đều dựa vào linh dược để làm giàu, cho dù không có, chắc hẳn người ở Miêu Trại cũng từng nghe qua.
Thiên Tuyệt nói. Được, vậy chúng ta tới xem thử rồi tính. Dương Bách Xuyên gật đầu, anh dẫn đầu đi về phía trước. Khi đi ngang qua một người đàn ông râu ria xồm xoàm bán hàng rong trên đường, một mùi thuốc kỳ lạ xộc vào mũi Dương Bách Xuyên, người thôi cũng khiến máu trong người chảy nhanh. Dương Bách Xuyên lập tức vui vẻ, anh dừng bước, trong lòng xúc động nghĩ, không phải là Huyền Mộc Linh Nhũ chứ? Huyền Mộc Linh Nhũ chính là linh dược có thể sử dụng trong giai đoạn luyện chế này nguyên liệu chủ yếu của đan thiên nguyên. Nếu như đây chính là Huyền Mộc Linh Nhũ thì anh có thể luyện chế được đan thiên nguyên, đến khi tiến vào bí địa cũng sẽ nắm thêm phần tự tin. Quay đầu nhìn, người đàn ông vạm vỡ đang ngồi trên một tảng đá lớn, mắt nhắm nghiền, trước mặt ông ta bày đủ các loại kỳ thạch và linh dược, mà mùi hương giống Huyền Mộc Linh Nhũ chính là từ trong một chiếc bình sứ nhỏ bay ra, mặc dù đã bịt kín nhưng Dương Bách Xuyên vẫn có thể ngửi thấy được. Đi lên, đúng lúc điện thoại di động lại vang lên. Alo, trời ạ. Tổng Giám Đốc, anh vừa đi đâu vậy? Sao gọi cho anh mãi mà anh không nghe máy, bệnh viện bên này xảy ra chuyện rồi. Không bán. Dương Bách Xuyên ngây cả người, không bán thì ông để đây làm gì? Người này làm sao vậy? Nếu đã không bán còn bày ra ngoài. Đùa nhau à? Thiên Tuyệt nổ phát súng đầu tiên. Dương Bách Xuyên giơ tay ngăn Thiên Tuyệt còn đang định nói tiếp. Thiên Tuyệt đừng nói nữa, tôi tin vị đạo hữu này không bán là có lý do riêng. Dứt lời anh lại nhìn về phía người đàn ông râu ria xồm xoàm vẫn còn đang nhắm mắt nói, đạo hữu, tôi có thể xem thứ trong bình này của anh không? Đây là dịch trung nhũ không bán, chỉ dùng cỏ tinh hà để đổi, xem thì có thể, nhưng không có cỏ tinh hà thì miễn bàn. Người đàn ông vẫn nhắm hai nghiền hai mắt như cũ. Thái độ ngạo mạn của người đàn ông râu ria xồm xoàm này khiến đám người Thiên Duyệt và Minh Giác rất không vừa lòng, có điều vẻ mặt Dương Bách Xuyên vẫn đang hớn hở. Mặc dù bọn họ tức giận nhưng vẫn phải nhịn xuống. Người kia, thật ra bọn họ không nhịn cũng không được, tu vi của người đàn ông này không thấp chút nào. Một gã võ giả cổ tiên thiên tầng 9 cao cấp, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Dương Bách Xuyên ngay từ đầu đã không oán trách anh ta. Dương Bách Xuyên muốn xác định xem thứ trong bình nhỏ của người đàn ông này rốt cuộc có phải Huyền Mộc Linh Nhũ hay không. Sau khi mở nắp bình, một cỗ khí thức tràn đầy sức sống xen lẫn linh lực mộc hệ khổng lồ tỏa ra, chất lỏng bên trong có màu xanh lục đầy hơn nửa bình. Kích thước bằng một lọ đan dược bình thường. Quan sát một hồi, đối chiếu với ghi chép về Huyền Mộc Linh Nhũ trong đầu, giống nhau như đúc, đây chính là Huyền Mộc Linh Nhũ. Áp chế sự vui sướng trong lòng, Dương Bách Xuyên đậy nắp bình lại. Vừa rồi nghe người đàn ông gọi đây là dịch trung nhũ, có lẽ anh ta cũng không biết đây là Huyền Mộc Linh Nhũ. Cũng không phải loại không phải chất lỏng thạch nhũ bình thường, một giọt Huyền Mộc Linh Nhũ là đủ để luyện chế một lò đan thiên nguyên, một lọ như vậy cũng phải 100 giọt rồi. Giá trị của Huyền Mộc Linh Nhũ bỏ xa linh dịch trung nhũ hàng trăm con phố, một giọt Huyền Mộc Linh Nhũ đổi được một thùng linh dịch trung nhũ, nếu Dương Bách Xuyên có thì anh cũng sẽ không đổi. Lúc này Dương Bách Xuyên mới suy nghĩ tới điều kiện của người đàn ông này, anh ta cần cỏ tinh hà để đổi, cỏ tinh hà là linh dược gì? Dương Bách Xuyên thật sự chưa từng nghe qua, chắc là cách gọi thông thường trong giới võ cổ. Anh quay đầu hỏi mấy người Thiên Tuyệt, các người có ai biết cỏ tinh hà không? Thiên Tuyệt nói, sư tổ, cỏ tinh hà là một loại linh dược chữa tắc nghẽn kinh mạch, trong giới võ cổ loại linh dược này quả thật là rất khan hiếm, nhưng cũng không phải là không có, nghe nói ở Côn Luân từng có điều ở Đại hội Luân Đạo lần trước đã bán một gốc cây giá 800 tinh thạch tiên thiên, quá đắt, không có ai mua. Hơn nữa chỉ là linh dược đả thông kinh mạch mà thôi, cũng không có nhiều tác dụng, không tăng làm tăng tu vi, ai lại bỏ ra 800 tinh thạch để mua một gốc cây cỏ tinh hà chứ? Sư tổ, trong bình của người đàn ông này là linh dịch trung nhũ, mặc dù thứ này rất chân quý nhưng không phải là không có, nếu như ngày cần thì chúng ta có thể đi chỗ khác xem thử. Dương Bách Xuyên nhìn Thiên Tuyệt hỏi, ý ông là, Côn Luân có một cây cỏ tinh hà. Lần trước không bán được, tôi nghĩ là vẫn còn. Thiên Tuyệt cũng không chắc chắn. Dương Bách Xuyên cười gian trá nói, nếu như Côn Luân có thì dễ rồi, Chiêm Khánh Nhân còn đang nợ tôi tinh thạch đấy. Sư tổ, tôi thấy cũng không nhất thiết phải cần thứ bỏ đi như dịch trung nhũ này, một bình dịch mà thôi, còn đòi dùng cỏ tinh hà để đổi, tôi thấy người này đúng là nghèo đến điên rồi. Minh Giác đứng bên cạnh cũng lên tiếng. Dương Bách Xuyên đương nhiên không nói cho bọn họ. Thứ trong bình của người đàn ông này không phải cái gì mà dịch trung nhũ mà là Huyền Mộc Linh Nhũ, chỉ một giọt thôi là có thể luyện chế một lò đan thiên nghiên, đừng nói có thể so sánh với cỏ tinh hà trị giá 800 viên tinh thạch, cho dù là gấp 10 lần thì cũng đáng. Lúc này,
người đàn ông buồn bực nói, dịch trung nhũ trong bình này của tôi tốt gấp mấy lần các dịch trung nhũ khác, cũng chỉ cần cỏ tinh hà để đổi, không đổi thì nhanh chóng đi chỗ khác, chớ làm phiền tôi, nhân tiện cũng nói cho mấy người, cỏ tinh hà ở Côn Luân đã bán từ năm ngoái rồi, bây giờ ở Côn Luân cũng không có cỏ tinh hà đâu, nếu người muốn thì đi chỗ khác mà tìm. Nghe lời của người đàn ông nói, Dương Bách Xuyên ngẩn cả người, huyền mộc linh nhũ là tình thế bắt buộc anh nhất định phải có được. Bây giờ xem ra con đường đến Côn Luân không đi được rồi. Cũng ngay lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau, tiểu tăng muốn bình dịch trung nhũ này. Dương Bách Xuyên vừa quay đầu nhìn đã thấy một vị hòa thượng mặc áo cà sa trẻ tuổi, nói chính xác là một lạt ma xuất hiện sau lưng anh. Vị lạt ma trẻ tuổi này có một đặc điểm rõ ràng, hoa tai rất dài, dài hơn 1/3 so với hoa tai của người bình thường. Nhìn tướng mạo tuy là mang theo ý cười hiền hòa nhưng trong ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, có sự kiêu ngạo bất khuân, không giống như một lạt ma chút nào chỉ là khoác một chiếc áo cà sa hoa lệ lên người mà thôi. Anh ta một hạt chàng hạt và nhìn chằm chằm vào cái lọ trước mặt người đàn ông, hoặc là nó nhìn vào huyền mộc linh nhũ. Dương Bách Xuyên nheo mắt lại, nhìn thanh niên lạt ma này trong lòng anh lại mất thăng bằng, đặc biệt là anh em bên này còn đang suy nghĩ làm sao để lấy được cỏ tinh hà. Nửa đường lại xuất hiện một lạt ma. Đây có phải là đang xông về phía anh không? Nhớ tới hôm qua lão Ba Đa còn có quan hệ tốt với Mộc Đạo Nhiên, nội tâm Dương Bách Xuyên liền phản cảm với người thanh niên này. Cuối cùng thì người đàn ông dâu ria xồm xoàm cũng chịu mở mắt, ông ta nhìn về phía thanh niên lạt ma nói, tiểu Pháp Vương, tôi nói rồi, không có tinh hà đổi thì miễn bàn, anh tìm được cỏ tinh hà rồi sao? Dương Bách Xuyên đứng bên cạnh không nói gì. Nhưng nghe lời người đàn ông nói, anh lập tức hiểu rõ, người thanh niên lạt ma này đã từng thương lượng với người đàn ông có dâu, chỉ là anh ta cũng không lấy ra được cỏ tinh hà. Hiện tại thanh niên lạt ma này xuất hiện, lẽ nào là tìm được cỏ tinh hà rồi sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Dương Bách Xuyên lại có chút căng thẳng, nếu như vị lạt ma trẻ tuổi thật sự lấy cỏ tinh hà ra thì sao? Nhưng ngay sau đó, vị lạt ma trẻ tuổi, hay còn được người đàn ông có dâu lạt ma tiểu Pháp Vương, cố ý hay vô ý liếc nhìn Dương Bách Xuyên một cái, sau đó anh ta nói với người đàn ông, thân đồ thành cương, cỏ tinh hà là linh dược thế nào, trong lòng ông tự hiểu rõ, ông nghĩ tìm dễ như vậy sao? Không có thì đi khỏi đây, đợi lúc nào tìm được cỏ tinh hà thì quay lại. Người được tiểu Pháp Vương gọi là thân đồ thành cương không chút khách khí. Thân đồ thành cương, quả thật là không có cỏ tinh hà, nhưng tôi biết ông vì kinh mạch của con trai mới tìm cỏ tinh hà. Thực ra đã không kinh mạch không nhất định phải cần cỏ tinh hà, bổn Pháp Vương tìm thấy một loại linh dược khác sen thạch anh cũng có tác dụng đả thông kinh mạch, hiệu quả không hề thua kém cỏ tinh hà. Trong lúc nói chuyện, tiểu Pháp Vương từ trong ngực lấy ra một hộp gỗ ném về phía thân đồ thành cương, anh ta nói, đưa linh dịch trung nhũ cho ta đi. Thân đồ thành cương chỉ liếc mắt một cái, đột nhiên trên người ông ta tỏa ra một cỗ khí thế cường đại, nhìn tiểu Pháp Vương nói, tiểu Pháp Vương, cậu đang uy hiếp tôi sao? Nếu như ông cho là như vậy, thì cứ xem như là uy hiếp đi, một tán tu như ông thì gây nên được sóng gió gì, lẽ nào còn có thể chống lại mật tông của tôi chắc. Đừng nghĩ trong giới võ cổ cái danh hiệu tà vương của thân đồ thành cương ông là hay lắm, hôm nay bản vương chính là muốn làm giao dịch với ông, cũng đâu phải cướp giật. Đã cho ông đủ mặt mũi rồi ông còn muốn thế nào? Những lời này của tiểu Pháp Vương thật ra đã tính là uy hiếp rồi. Ha ha, thân đồ thành cương cười lạnh. Người khác sợ mật tông thì thân đồ thành cương này càng không sợ, vua cũng thua thằng liều mà thôi, hơn nữa tôi cũng trả lại những gì cậu vừa nói, đừng nghĩ tiểu Pháp Vương cậu trở thành người xếp thứ 5 trong thập đại yêu nghiệt thì đã nghĩ không ai bằng mình. Nhưng ta nghe nói, mới hôm qua, vị lạt ma của mật tông các cậu đã bị môn chủ Vân Môn làm cho mất mặt, gáy cái gì? Muốn ép mua ép bán đúng không? Được thôi, chỉ cần cậu có thể chữa khỏi vấn đề kinh mạch của con trai tôi. Thì thân đồ thành cương tôi sẽ hai tay dâng lọ dịch trung nhũ này cho cậu, không chữa được thì đừng có vớ vẩn, cho dù tôi có đổ xuống sông cũng không làm giao dịch với cậu. Thân đồ thành cương cũng cứng rắn không kém. Mà trong lúc này, Dương Bách Xuyên nghe được Thiên Tuyệt giải thích, thân đồ thành cương thực sự là một người đàn ông ta cũng là người duy nhất trong giới võ cổ tán tu không theo tông môn cổ xưa, được gọi là tà vương. Bởi vì thực lực của thân đồ thành cương rất cường đại, người ta truyền tai nhau. Trên người ông ta còn có một thần binh cực phẩm, cỗ máy lợi hại và sắc bén. Cho dù là tiên thiên tầng 9 đại viên mãn cũng không dám đi trêu chọc thân đồ thành cương. Mà tiểu Pháp Vương này không ngờ lại oan ra ngõ hẹp,
vậy mà lại là đồ đệ của lão Lạt Ma Mật Tông, anh ta còn là nhân vật xếp thứ 5 trong bảng thập đại yêu nghiệt. Cũng xem như người có bối cảnh. Sau khi thân đồ Thành Cương nói xong, Tiểu Pháp Vương lạnh giọng nói, lão Sược Dương Bách Xuyên là cái thá gì, hôm qua không phải có Lăng Hư Tử Côn Luân chống lưng, thì anh ta sớm đã bị sư phụ tôi giết chết rồi, nếu tôi có mặt ở đó, không cần tới sư phụ ra tay, một cái tát của tôi cũng có thể giết chết Dương Bách Xuyên, anh ta là cái thứ gì? Dương Bách Xuyên ngồi cạnh nghe thấy vậy, sau đó anh nghĩ mình phải làm quen một chút với vị Tiểu Pháp Vương trẻ tuổi của Mật Tông này, Dương Bách Xuyên nheo mắt nói, tôi là Dương Bách Xuyên. Không biết lần này hòa thượng đinh tát tôi chết thế nào. Nhanh tới tới đập chết tôi đi, để tôi được mở mang thêm tầm mắt. Anh là Dương Bách Xuyên ư? Tiểu Pháp Vương vô cùng kinh ngạc nhìn Dương Bách Xuyên. Vừa rồi anh ta còn đang khinh thường Dương Bách Xuyên, tuyên bố muốn một tát đánh chết Dương Bách Xuyên, nhưng không ngờ Dương Bách Xuyên lại ở bên cạnh. Dương Bách Xuyên đột ngột thốt ra câu cậu đập chết tôi cho tôi mở mang kiến thức xem nào thật sự khiến Tiểu Pháp Vương ngơ ngác. Là tôi. Dương Bách Xuyên híp mắt, nghiêng cổ nhìn Tiểu Pháp Vương, không có ý để anh ta vào mắt chút nào. Trong lòng Dương Bách Xuyên nghĩ, lão sư phụ Lạt Ma Ba Nhĩ Đạt anh đây còn chẳng sợ, một nhóc Lạt Ma như anh ta có thể gây sóng gió gì trước mặt anh đây chứ? Còn muốn tát tôi một cái? Nào nào, tát một cái thử xem. Dương Bách Xuyên nghiêm mặt nói, khí thế áp lực không ngừng bao phủ người Tiểu Pháp Vương. Trong lòng Tiểu Pháp Vương khiếp sợ, một là bị Dương Bách Xuyên ở bên cạnh dọa sợ. Hai là uy áp do Dương Bách Xuyên tỏa ra khiến anh ta cảm thấy áp lực. Là đệ tử tiềm lực vô hạn nhất của Mật Tông, người đứng thứ 5 trong thập đại yêu nghiệt, sự kiêu ngạo trong lòng Tiểu Pháp Vương không hề thua kém người khác bao nhiêu. Tất nhiên anh ta có thực lực, lúc này đối mặt với Dương Bách Xuyên đúng là cưỡi hổ khó xuống. Đương nhiên anh ta có nghe thấy chuyện hôm qua, lão đạo Côn Lôn Lăng Hư Tử ra mặt đứng về phía Dương Bách Xuyên, cộng thêm chủ nhà Thiên Khương Sơn. Khiến cho sư phụ anh ta cùng tứ đại tông môn tiên thiên tầng 9 đại viên mãn là Thanh Thành, Thần Tông, M. Nguyệt Môn biết khó mà lui. Rõ ràng lão đạo Côn Lôn Lăng Hư Tử thiên vị Dương Bách Xuyên, Thiên Khương Sơn cũng tuyên bố không được chém giết trong sơn cốc, lúc này anh ta nói ra lời như thế, đúng là cưỡi hổ khó xuống. Đánh với Dương Bách Xuyên chắc chắn sẽ bị Côn Luân và Thiên Khương Sơn khiển trách, nếu không đánh thì hôm nay anh ta sẽ mất hết mặt mũi. Bàn về tu vi thực lực. Tiểu Pháp Vương tự tin hoàn toàn có thể không để Dương Bách Xuyên vào mắt. Nhưng trong lòng anh ta lo Côn Lôn và Thiên Khương Sơn, không nói tới Thiên Khương Sơn, Côn Lôn đứng đầu giới võ cổ, nếu nói không kiêng kỵ Côn Lôn thì đó là giả. Nhưng mà dù sao Tiểu Pháp Vương vẫn là Tiểu Pháp Vương, anh ta có sự kiêu ngạo của mình, nếu không cũng nằm trong thập đại yêu nghiệt của thế hệ trẻ. Sau khi suy nghĩ trong lòng một hồi, anh ta lập tức quyết định đánh Dương Bách Xuyên một trận. Bị Côn Luân và Thiên Khương Sơn khiển trách là chuyện sau này, trước mắt anh ta muốn bảo vệ mặt mũi. Cậu ta hừ lạnh một tiếng, miệng niệm A-di-đà Phật, vận chuyển công pháp, tay nắm chặt chuẩn bị ra tay với Dương Bách Xuyên. Tuy nhiên ngay lúc này, một giọng nói già nua vọng đến từ xa, nhóc mật, về đây. Lời này vừa phát ra, cơ thể Tiểu Pháp Vương chấn động, nhưng trong lòng lại thở phào, giọng nói này là của sư phụ Ba Nhĩ Đạt, nhóc mật là biệt danh của anh ta. Hiển nhiên sư phụ nghe được tin, không cho phép mình xảy ra xung đột với Dương Bách Xuyên. Kỳ thuật quanh thân tản ra, hung ác nhìn Dương Bách Xuyên một cái, nói, Dương Bách Xuyên, hôm nay tha cho anh trước, chúng ta gặp lại ở bí địa. Sau khi nói câu đe dọa xong, Tiểu Pháp Vương lập tức xoay người rời đi. Nhưng mà Dương Bách Xuyên lại cười lạnh, trưởng về phía lưng Tiểu Pháp Vương. Ầm, một tiếng ầm nặng nề vang lên, Tiểu Pháp Vương bị Dương Bách Xuyên đánh một trưởng vào lưng. Không phải cậu trâu bò lắm sao, muốn một trưởng đánh chết tôi. Cậu không đánh tôi thì tôi đánh cậu vậy, ha ha. Dương Bách Xuyên nghe thấy giọng nói trước đó là của lão Lạt Ma Ba Nhĩ Đạt của Mật Tông, nếu lão Lạt Ma gọi Tiểu Pháp Vương quay về thì chắc chắn không muốn gây gổ với mình, dù sao cũng ném chuột sợ vỡ bình. Được rồi, anh đây sẽ cho mày một đòn, nếu anh ta đánh trả thì anh sẽ ra tay giáo huấn tiểu hòa thượng cuồng ngạo này. Nếu không ra tay, ha ha. Tiểu hòa thượng chịu oan một đòn này rồi. Dương điên, anh khinh người quá đáng. Tiểu Pháp Vương vô ý, hoàn toàn không ngờ Dương Bách Xuyên nổi danh giới võ cổ lại đánh lén sau lưng. Đúng là không theo lẽ thường. Tiểu Pháp Vương một không để ý bị Dương Bách Xuyên sau lưng một chưởng đánh một cái chó ăn, sau khi đứng lên bại lộ, lúc này muốn tìm Dương Bách Xuyên liều mạng. Nhưng khiến anh ta hộc máu là giọng nói nghiêm khắc của sư phụ Ba Nhĩ Đạt lại vang lên, về đây.
Lại một câu về đây, điều này khiến Tiểu Pháp Vương muốn hộc máu, tuyên bố muốn giết chết Dương Bách Xuyên nhưng lại bị người ta đánh, mấu chốt là sư phụ anh ta còn không cho ra tay. Hôm nay đi ra ngoài mà không xem lịch. Tiểu Pháp Vương cũng không biết bóng ma trong lòng mình đã lớn đến nhường nào. Cuối cùng nhìn Dương Bách Xuyên nghiến răng nghiến lợi, xoay người bước nhanh rời đi. Sau đó còn bay đi. Không bay không được nha, ai mà biết Dương Bách Xuyên có đánh lén tiếp hay không chứ. Dù sao hôm nay mình mất mặt đủ rồi. Vào đúng thời gian, trên một chỗ cao thấp, trong đại chướng nơi thần tông đóng quân, hai trưởng lão thần tông và M. Nguyệt Môn, Mộc Đạo Nhiên của Thanh Thành và lão Lạt Ma Ba Nhĩ Đạt của Mật Tông ngồi trong chướng lớn. Sắc mặt lão Lạt Ma Ba Nhĩ Đạt tối sầm, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng. Mộc Đạo Nhiên an ủi nói, Ba Nhĩ Đạt yên tâm, sau khi thằng nhóc Dương Bách Xuyên này tiến vào bí địa, chúng ta sẽ bằm nó thành trăm mảnh. Bây giờ cứ nhịn đi, lão đạo lăng hư tử của Côn Lôn sẽ không để chúng ta động thủ. Chuyến đi bí địa lần này, lão tổ tông mấy nhà chúng ta đều xuất sơn, chỉ cần mở kết giới, liên lạc với Sơn Hải bên kia, đến lúc đó Côn Lôn là cái rắm gì, tiêu diệt Côn Lôn thì giới võ cổ là thiên hạ của chúng ta. Không sai, lão tổ thần tông ta đã xuất phát từ 3 ngày trước, hẳn là đã tiến vào bí địa. Lão tổ M. Nguyệt Môn cũng vậy. Tin chắc lão tổ Thanh Thành ta cũng sắp vào. Ngày mốt Minh Vương Mật Tông sẽ đế đúng giờ. Chỉ hy vọng lần này mấy nhà chúng ta liên thủ có thể làm thông thông đạo Sơn Hải. Dương Bách Xuyên còn không biết âm mưu của tứ đại tông môn, muốn giết anh ở trong bí địa. Lúc này, sau khi Tiểu Pháp Vương rời đi, Thần Đồ Thành Cương lại nói, các hạ là Dương Bách Xuyên môn chủ Vân Môn ư. Đúng là tôi, Thần Đồ Đạo Hữu, Dương Mỗ muốn chung nhũ linh dịch trong tay ông. Nhưng cỏ tinh hà có thể không dễ tìm. Nhưng mà vừa rồi tôi nghe Tiểu Hòa Thượng kia nói Thần Đồ Đạo Hữu muốn cỏ tinh hà là vì chữa kinh mạch cho cậu nhà, không biết ông có thể nói rõ tình hình cho Dương Mỗ hiểu một chút, nói không chừng có thể xem. Trong lòng Dương Bách Xuyên cũng có chủ ý, chỉ riêng vấn đề tắc nghẽn kinh mạch đối với người tu chân nắm giữ y điển tu chân như anh mà nói, đúng là không phải vấn đề nan giải. Nếu có thể thương lượng thành công với Thần Đồ, chữa khỏi vấn đề kinh mạch của con trai ông ta thì Huyền Mộc Linh Nhũ Dịch có hy vọng đến tay. Lúc đầu Thần Đồ Thành Cương không biết Dương Bách Xuyên, bây giờ sau khi biết, không hiểu sao trong lòng lại có hảo cảm với Dương Bách Xuyên. Nguyên nhân là Thần Đồ Thành Cương ông cũng là tán tu, mà Dương Bách Xuyên đón chào tiến tu trong thiên hạ vào Vân Môn, chẳng khác nào cho tán tu một con đường sống. Cùng là tán tu, mặc dù Thần Đồ Thành Cương ông muốn một mình một ngựa, nhưng nói cho cùng vẫn là tập thể tán tu. Từ sau khi nghe được Dương Bách Xuyên chiêu nhận tán tu, trong lòng ông cũng từng kính nể Dương Bách Xuyên. Hôm nay xem như gặp được người thật, đương nhiên có hảo cảm với Dương Bách Xuyên. Cộng thêm vừa rồi Dương Bách Xuyên ra tay với Tiểu Pháp Vương không chút khách khí, càng khiến Thần Đồ Thành Cương thêm khâm phục. Dám đắc tội với giới võ cổ, đồng thời đắc tội với người của tứ đại tông môn, Dương Bách Xuyên được xem là người đầu tiên. Chỉ dựa vào phần can đảm này, Thần Đồ Thành Cương đã bội phục. Càng thêm thưởng thức Dương Bách Xuyên. Nghe Dương Bách Xuyên hỏi, Thần Đồ Thành Cương cũng không giấu giếm, kinh mạch con trai ông ta xảy ra vấn đề cũng không phải là bí mật gì. Chua xót nói, đa tạ môn chủ Dương quan tâm, con trai tôi vì luyện công quá mức mà dẫn đến kinh mạch toàn thân tắc nghẽn, đã kéo dài 10 năm, bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng, đã bị liệt rồi. Tìm cỏ tinh hà là vì tôi nhìn thấy trong phương thuốc cổ xưa, chỉ dùng cỏ tinh hà mới có thể giảm bớt, các linh dược khác đều không có tác dụng. Vậy nên tôi chạy ngược chạy xuôi 10 năm để tìm cỏ tinh hà. Về vấn đề kinh mạch của con trai, tôi đã tìm rất nhiều danh y, ai, bây giờ tôi chỉ có thể làm trách nhiệm của một người cha, miễn là tôi vẫn có thể đi lại thì tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm. Dương Bách Xuyên có thể nghe thấy tình yêu thương Thần Đồ Thành Cương dành cho con trai mình thông qua giọng nói, trong đó có cả sự đau lòng và bất lực, khi ông nói chuyện, ánh mắt của người đàn ông lại đỏ lên. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ. Thần Đồ Đạo Hữu, ông cực khổ rồi. Dương Bách Xuyên cảm thán một câu. Những lời này chỉ đổi lấy tiếng thở dài của Thần Đồ Thành Cương. Lúc này Trần Phong Tử ở bên cạnh nói, Thần Đồ Đạo Hữu, nếu chỉ là vấn đề kinh mạch tắc nghẽn mà thôi, nếu ông đã gặp sư tổ ta thì cũng xem như có duyên. Lúc trước tôi cũng vì tu luyện mà bị kẹt ở bình cảnh nhiều năm, nhưng sư tổ tôi đã chữa khỏi chưa tới nửa giờ, còn giúp tôi đột phá. Cứ để sư tổ tôi xem kinh mạch của con trai ông đi. Thần Đồ Thành nghe lời Trần Phong Tử nói xong, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhưng lập tức ẩm đạm lại,
bởi vì 10 năm qua ông đã đưa con trai đến gặp bao nhiêu danh y nhưng đều không có tác dụng gì. Nhưng ông sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để chữa khỏi cho con trai mình, nếu kéo dài, một ngày nào khi kinh mạch toàn thân của con trai hoàn toàn bị tắc thì chỉ có nước chết, ông ta sẽ không bỏ qua bất kỳ hy vọng nào. Nhìn Dương Bách Xuyên, Thân Đồ Thành Cương nói, vậy thì làm phiền môn chủ Dương xem kinh mạch cho con trai ta, nếu có thể có một chút chuyển biến tốt đẹp, bình linh dịch này xem như là thù lao, tất cả đồ đạc trên người Thân Đồ đều có thể đưa cho môn chủ Dương. Khoan nói đến vấn đề thù lao, hôm nay cho dù là kết bạn thì tôi cũng sẽ đi xem, Thân Đồ đạo hữu dẫn đường đi. Dương Bách Xuyên cũng khá thưởng thức Thân Đồ Thành Cương, lúc trước Thân Đồ Thành Cương đối mặt với Tiểu Pháp Vương không chút sợ hãi, điều này người bình thường không làm được. Lều của Thân Đồ Thành Cương được dựng trên một vùng đất cao trong bãi đất, bởi vì ông ta nói con trai ông thích ngắm cảnh nơi có tầm nhìn rộng. Thực ra bởi vì con trai ông ta bị liệt không thể đi bộ, tâm lý luôn hốt hoảng nên tìm một nơi cao một chút, tầm nhìn thoáng đãng thì sẽ không quá ngột ngạt. Đối với Thân Đồ Thành Cương mà nói, thật ra trong lòng cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều vào y thuật của Dương Bách Xuyên, nhưng ông ta không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Con trai là trái tim, là mạng của ông ta, cũng là trụ cột tinh thần. Vợ ông là một người bình thường, nhưng là người lớn lên bên ông từ nhỏ, chết vì khó sinh khi sinh đứa con trai này. Bà ra đi để lại đứa con trai đang trong tã lót đầy phân và nước tiểu, bởi vì vợ ông qua đời, để lại một cái bóng trong trái tim của Thân Đồ Thành Cương. Theo quan điểm của Thân Đồ Thành Cương, nếu vợ ông cũng là võ cổ giả thì có lẽ bà sẽ không chết, bởi vì tố chất cơ thể của võ cổ giả tốt hơn người thường rất nhiều. Vậy nên Thân Đồ Thành Cương đã dạy con trai tập võ từ nhỏ, vô cùng coi trọng, nhưng cũng bởi vì quá coi trọng nên lại hại con trai mình. Tu luyện quá mức, điển hình của việc hăng quá hóa dở, dẫn đến hậu quả là kinh mạch có vấn đề, ông chạy ngược chạy xuôi suốt 10 năm, từ dạy con trai tu luyện võ đạo đến mức phải chữa bệnh. Trong quá trình đó có chua xót cũng càng hối hận, Thân Đồ Thành Cương thường nghĩ, có lẽ nếu ông không gây áp lực cho con trai, không ép buộc nó luyện võ thì sẽ không có chuyện như vậy, nếu để cho con trai làm người bình thường có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Kinh mạch của con trai ông tắc nghẽn nghiêm trọng, đến cuối cùng sắp mất đi tính mạng, Thân Đồ Thành vừa hối hận vô cùng, nhưng trên đời này không có thuốc hối hận. Vậy nên dù ông biết rõ người trẻ tuổi như Dương Bách Xuyên sẽ không có y thuật cao bao nhiêu, nhưng vẫn tự lừa mình dối người đưa Dương Bách Xuyên đến lều trại khám bệnh cho con trai, ông sẽ không bỏ qua bất kỳ hy vọng nào, chỉ cần nó sống thêm một ngày, ông sẽ không bỏ cuộc. Niềm tin rằng phép màu sẽ xảy ra đã trở thành động lực cuối cùng thúc đẩy Thân Đồ Thành Cương tiếp tục, nếu không có là niềm tin này thì ông không biết tiếp tục như thế nào. Môn chủ Dương, đây là lều của tôi. Trước mặt là một cái lều nằm một mình, nhìn qua là loại bình thường nhất, thoạt nhìn rất đơn sơ. Thân Đồ Thành vừa nói xong, lập tức hét về phía lều, thằng Thạch đâu, có khách đến này. Cha, mọi người vào đi. Mấy người Dương Bách Xuyên nghe thấy trong lều trại vang lên một tiếng thều thào, lập tức sau khi rèm bước vào, một thanh niên có vẻ ngoài khoảng 20 tuổi ngồi trên xe lăn xuất hiện. Thanh niên này chính là Thân Đồ Thạch, con trai của Thân Đồ Thành Cương. Thực ra Thân Đồ Thành Cương có nói Thân Đồ Thạch đã hơn 40 tuổi. Nhưng vẻ ngoài thoạt nhìn chỉ 20 là vì Thân Đồ Thạch đã là tiên thiên khi chỉ vừa 27 tuổi. Con đường võ đạo và tu chân không khác nhau lắm, tu vi tăng lên thì chức năng cơ thể sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, đương nhiên nhìn qua sẽ trẻ hơn. Thân Đồ Thạch chỉ 27 tuổi đã được tiên thiên, ngoại hình của anh ta sẽ định hình lúc trẻ, đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người có bề ngoài và tuổi tác chênh lệch. Chuyện này với người tu chân còn rõ ràng hơn cả những người võ đạo. Nhìn qua trông giống như một thanh niên hoặc thiếu nữ 18, 19 tuổi, thực tế là một con quái vật đã tu luyện hàng trăm tuổi. Tu vi càng cao thì ngoại hình sẽ càng trẻ theo ý thức, tất nhiên một số người không quan tâm đến khuôn mặt thì trông sẽ già hơn. Trong tu chân không để ý nhiều đến vẻ bề ngoài, nguyên nhân là bởi người có tu vi cao sau khi nắm giữ phép biến hóa thì có thể dịch dung bất cứ lúc nào. Thân Đồ Thạch ngồi xe lăn đi ra. Sau khi nhìn thấy cha Thân Đồ Thành Cương thì nở nụ cười chào hỏi, nhưng trong ánh mắt Thân Đồ Thạch nhìn Dương Bách Xuyên lại ảm đạm không chút ánh sáng, không có chút sức sống nào, hết thảy đều giống như ngụy trang mà thành. Trong lòng hai cha con này đều có nỗi khổ, Dương Bách Xuyên tự nhủ trong lòng, nhà nào cũng có khó khăn riêng, dù là người bình thường hay là võ cổ giả đều như vậy. Thằng Thạch, lại đây cha giới thiệu cho con, vị này là Ngài Dương, là môn chủ Vân Môn Dương Bách Xuyên.
môn chủ Dương tinh thông y đạo, đặc biệt đến cho xem kinh mạch cho con. Thân đồ Thành Cương vừa nói xong, lại nói với Dương Bách Xuyên, môn chủ Dương, đây là thằng nhóc thân đồ Thạch. Thân đồ Thạch kính chào môn chủ Dương. Dương Bách Xuyên cười đáp lễ, đám người Thiên Tuyệt cũng chào hỏi lại, mấy người khách sáo một lúc rồi ngồi bên ngoài lều. Không ngồi cũng hết cách, lều của cha con thân đồ quá nhỏ, mọi người không ngồi đủ càng khiến thân đồ Thành Cương thêm xấu hổ. Ngược lại Dương Bách Xuyên cười nói, thân đồ đạo hữu không cần để ý, đời tôi tu luyện phải cảm ngộ đất trời thiên nhiên, ngồi ở ngoài trời càng gần đất trời hơn, ông đừng chú trọng quá. Môn chủ Dương nói phải, nhưng dù sao vẫn là thân đồ tiếp đãi không chu đáo, tôi đi dọn bàn pha trà. Thân đồ Thành Cương nói xong, lập tức đi vào lều. Lúc này thân đồ Thạch nói, môn chủ Dương và mấy vị chớ trách, những năm gần đây vì vấn đề kinh mạch của tôi mà cha bôn ba khắp nơi tìm thầy, chi phí rất lớn, cha con chúng tôi có thể có một cái lều che gió che mưa đã tốt lắm rồi. Có thể thấy cha cậu rất yêu thương cậu, đây cũng xem như là tu hành, không cần để ý. Vâng, những năm này tôi đã làm phiền cha tôi. Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, thân đồ Thành Cương và đám người Minh Giác cầm bàn ghế đến, sau khi pha trà mấy người ngồi xuống. Lúc này mặt thân đồ Thành Cương đầy hy vọng, gấp gáp nói với Dương Bách Xuyên, môn chủ Dương, ngài xem kinh mạch của thằng bé. Để tôi xem, thân đồ đạo hữu không cần lo lắng, hai tay cậu nhà còn có thể động đậy, điều này chứng tỏ vẫn chưa đến mức quá tệ. Sau khi nói xong, Dương Bách Xuyên ra hiệu cho thân đồ Thạch vươn tay trái ra, nhìn có vẻ như bắt mạch nhưng thật ra Dương Bách Xuyên đi khám bệnh đến bây giờ chưa từng bắt mạch, đều là dùng chân khí kiểm tra cơ thể. Sau khi chân khí tiến vào trong cơ thể thân đồ Thạch, Dương Bách Xuyên lập tức cau mày, vấn đề kinh mạch trong cơ thể thân đồ Thạch nghiêm trọng hơn anh tưởng. Mà Dương Bách Xuyên nhíu mày khiến cho thân đồ Thành Cương ở bên cạnh hốt hoảng, còn trong lòng thân đồ Thạch vẫn thế. 10 năm qua đi theo cha bái phỏng vô số danh y, không một ai có thể giải kinh mạch trong người anh ta, thân đồ Thạch không cho rằng Dương Bách Xuyên có thể có cách nào, nếu không phải sợ phụ sự kỳ vọng của thân đồ Thành Cương thì thân đồ Thạch cũng không định để Dương Bách Xuyên khám bệnh. Mặt khác, mỗi lần tìm danh y trong mấy năm qua, anh ta đã thất vọng đến chết lặng, trong lòng không có chút hy vọng nào. Trong lúc Dương Bách Xuyên kiểm tra lại phát hiện kinh mạch toàn thân thân đồ Thạch đã bị tắc đến 8 phần, cũng chỉ có cánh tay trái và từ ngực trở lên coi như là hơi bình thường một chút, nhưng cũng sắp đến ngưỡng tắc nghẽn. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì thêm nửa năm nữa, tất cả kinh mạch của thân đồ Thạch sẽ tắc nghẽn hoàn toàn, đến lúc đó chỉ có chết. Hiện tại có thể duy trì mức này hoàn toàn là vì trong cơ thể anh ta có năng lượng lớn đang duy trì, hẳn là do mấy năm này thân đồ Thành Cương cho thân đồ Thạch uống linh dược tạo ra. Tuy nhiên cũng vì uống một lượng lớn linh dược nên đã hại thân đồ Thạch, vấn đề tắc nghẽn kinh mạch dẫn đến kết quả không thể vận hành chân nguyên thông suốt, chân nguyên tích lũy lâu dài trong cơ thể hình thành năng lượng khổng lồ, có một ngày cơ thể thân đồ Thạch không chịu nổi những năng lượng này, cho dù kinh mạch tắc nghẽn không chết thì cũng sẽ nổ tung mà chết. Trong quá trình kiểm tra, Dương Bách Xuyên phát hiện mỗi một chỗ kinh mạch của thân đồ Thạch không bị hoại tử, mà là bởi vì khiếu huyệt xảy ra vấn đề dẫn đến kinh mạch vận chuyển không thông. Dần ra ở chân nguyên tích lũy bị ngưng ở khiếu huyệt đó, cuối cùng hoàn toàn bịt kín. Nếu so sánh con đường tu luyện với một đường ống nước có hệ thống, kinh mạch là đường ống nước, khiếu huyệt là van tách đường ống nước và van tức là kinh mạch và khiếu huyệt bổ sung cho nhau, cả hai đều không thể thiếu. Vấn đề của thân đồ Thạch bây giờ là van trong cơ thể anh ta đã bị đóng lại, tất cả những gì phải làm là mở van và làm cho đường ống thông suốt. Nhưng quá trình này rất khó khăn. Dù sao cũng là kinh mạch tu đạo, chỉ sơ sẩy một chút cũng sẽ khiến cho thân đồ Thạch nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi kiểm tra xong, Dương Bách Xuyên giải thích tình trạng cơ thể thân đồ Thạch cha con thân đồ. Thân đồ Thạch rất hiểu tình trạng cơ thể, sau khi anh ta nghe Dương Bách Xuyên kể lại, hai mắt đột nhiên sáng lên. Dương Bách Xuyên là người nói ra vấn đề đúng nhất trong mấy năm cầu y, khiến cho sâu trong lòng thân đồ Thạch lóe lên một tia hy vọng. Mà thân đồ Thành Cương lại không nghĩ nhiều như thế, hơi sốt ruột hỏi, môn chủ Dương có chữa được vấn đề kinh mạch của thằng Thạch nhà tôi không? Ông chỉ quan tâm chuyện con trai nhà mình có chữa được hay không mà thôi. Dương Bách Xuyên uống một ngụm trà rồi nói, nếu tôi có thể nói ra nguyên nhân của bệnh thì cũng đồng ý giúp thân đồ đạo hữu, tôi sẽ dốc toàn lực, mặc dù khó khăn nhưng cũng nắm chắc 7 phần sẽ chữa khỏi. Choang! Anh vừa nói xong. Chén trà trong tay thân đồ Thành Cương rơi xuống đất vỡ vụn thành mảnh vụn, ông ta đứng dậy, run run hỏi, môn chủ Dương nói thật ư?
chắc chắn là thật, Dương Mỗ sẽ nói đùa mấy chuyện này với thân đồ đạo hữu. Dương Bách Xuyên buông chén trà, cười cười nói. Cơ thể như cây cột điện của thân đồ Thành Cương lập tức quỳ gối trước mặt Dương Bách Xuyên, dầu dĩ nói, xin môn chủ Dương cứu thằng Thạch nhà tôi, chỉ cần có thể chữa khỏi kinh mạch của con tôi, thân đồ Thành Cương tôi thề với trời, đời này nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài Dương, cái mạng này là của ngài Dương. Trong lòng Dương Bách Xuyên vui vẻ nghĩ, chỉ chờ những lời này của ông, Tà Vương tán tu nguyện trung thành, chuyện này đúng là không dễ gì. Nghĩ xong vội vàng đỡ thân đồ Thành Cương. Dương Bách Xuyên đỡ thân đồ Thành Cương lên, cười ha hả nói, thân đồ đạo hữu nặng lời rồi, là thầy thuốc thì nên chữa bệnh cứu người, hơn nữa chúng ta có duyên, vấn đề kinh mạch của lệnh lang thân đồ Thạch tuy nghiêm trọng nhưng Dương Mỗ vẫn có lòng tin chữa khỏi, giúp lệnh lang trở lại võ đạo. Đối với ba con nhà thân đồ mà nói, câu này của Dương Bách Xuyên đúng là bốc thuốc đúng bệnh. Thân đồ Thạch chững chạc, không thể hiện sự kích động ra ngoài, nhưng ánh mắt lấp lánh đã tiết lộ trong lòng không bình tĩnh như vậy. Còn thân đồ Thành Cương thì kích động đến nỗi toàn thân run rẩy. Trong 10 năm qua, Dương Bách Xuyên là người đầu tiên nói nắm chắc 7 phần thành công có thể chữa khỏi kinh mạch cho con trai ông ta. Mặc dù chưa bắt đầu chữa trị, nhưng thân đồ Thành Cương tin tưởng Dương Bách Xuyên có thể chữa khỏi vấn đề kinh mạch cho con trai mình. Ông ta quá mong muốn con trai thân đồ Thạch khỏe lại, cho dù đánh đổi bằng tính mạng cũng không tiếc. Cảm ơn Dương môn chủ, chỉ cần có thể giúp Thạch Nhi khỏe lại. Cho dù sau này nó không thể tu luyện võ đạo cũng được. Thân đồ Thành Cương biết rõ vấn đề nghiêm trọng trước mắt của con trai thân đồ Thạch không phải võ đạo, mà là tính mạng ngặt nghèo. Nếu có thể giữ mạng cho con trai thì cho dù sau này con trai trở thành người bình thường, ông ta cũng thấy đủ rồi. Thân đồ đạo hữu, kinh mạch của lệnh lang xảy ra vấn đề hẳn là lúc đang ở tiên thiên tầng 8 đúng không? Dương Bách Xuyên hỏi về tình trạng mình kiểm tra được để củng cố sự tin tưởng của ba con nhà thân đồ. Đúng đúng đúng, Dương môn chủ thật tinh mắt, thiên phú võ đạo của thằng bé không tệ, đúng là tu vi tiên thiên tầng 8, chỉ tiếc. Hai, lời nói ẩn giấu sự tiếc thương. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ thiên phú của thân đồ Thạch đâu chỉ là không tệ. Về mặt thiên phú, anh cảm thấy nếu không phải kinh mạch của thân đồ Thạch xảy ra vấn đề, thì thành tựu của anh ta không thua kém thập đại yêu nghiệt, thậm chí có thể phân cao thấp với Chiêm Khánh Nhân. Sau đó, anh mỉm cười nói. Lệnh lang có nền tảng tu luyện và thiên phú vượt trội, suy cho cùng vẫn là vấn đề trong tu luyện, chỉ cần giải quyết vấn đề kinh mạch là có thể giải quyết mọi vấn đề khác của anh ấy một cách dễ dàng, thành tựu sau này không thể đo đếm. Mượn lời tốt lành của Dương môn chủ, thân đồ Thành Cương ôm ấp chờ mong. Dương Bách Xuyên thấy ba con nhà thân đồ đã tin tưởng, bèn nói, thân đồ đạo hữu, vấn đề kinh mạch của lệnh lang không phải ngày một ngày hai, cần thời gian điều trị. Thế này nhé. Hai người chuyển đến nơi tập kết của vân môn chúng tôi, ở đó rộng hơn cũng tiện cho tôi điều trị. Ngoài ra còn cần một số linh dược phụ trợ dùng để phối hợp điều trị nữa. Dương môn chủ nói đúng, vậy thì chúng tôi xin quấy rầy. Thân đồ Thành Cương khắc ghi công ơn của Dương môn chủ. Thân đồ Thành Cương không phải người dè dà, lập tức đồng ý. Ông ta biết chỗ này của mình quá đơn sơ, thật sự không thích hợp để chữa bệnh. Ông ta cũng biết Dương Bách Xuyên nói đúng. Con trai gặp vấn đề kinh mạch quá lâu, không dễ dàng chữa khỏi, nếu có thể ở cạnh Dương Bách Xuyên thì còn gì bằng. Thân đồ Thành Cương nói xong lại hỏi, chẳng hay Dương môn chủ cần linh dược gì, tôi sẽ nghĩ cách. Dương Bách Xuyên đã có phương án điều trị kinh mạch cho thân đồ Thạch. Anh định dùng trận pháp M Dương ngũ hành phối hợp với một loại đan dược tên là đan kinh mạch để điều trị. Dùng trận pháp M Dương ngũ hành để thông kinh mạch tắc nghẽn, còn đan kinh mạch thì có tác dụng gia cố kinh mạch. Phòng ngừa đứt vỡ kinh mạch. Đây là một loại đan dược rất bình thường trong sách y giới tu chân, cũng rất thực dụng, thường dùng cho các vấn đề kinh mạch như là mở rộng kinh mạch, khơi thông kinh mạch. Kết hợp cả hai có thể giải quyết vấn đề tắc nghẽn kinh mạch cho thân đồ Thạch. Đương nhiên trên lý thuyết thì có thể làm được, nhưng tiến hành cụ thể thì còn phải dựa vào hiệu quả trị liệu để phán đoán, cho nên Dương Bách Xuyên mới nói với thân đồ Thành Cương là nắm chắc 7 phần chứ không phải 10 phần. Còn cần 3 loại linh dược cỏ thủy tiên, cỏ tử vân, hoa phi sa. Những linh dược khác thì tôi có rồi, chỉ có 3 loại này hơi khó tìm. Tôi cần điều chế một số loại thuốc dùng để bảo vệ kinh mạch của lệnh lang không bị tổn thương trong quá trình điều trị. Dương Bách Xuyên nói ra 3 loại linh dược cần thiết, không nhắc đến luyện đan. Sau khi nghe tên 3 loại linh dược, thân đồ Thành Cương thoáng sửng sốt, sau đó mỉm cười, xem ra Dương môn chủ đúng là phúc tinh của con trai tôi.
Tôi có hai loại linh dược cỏ thủy tiên và cỏ tử vân, không có hoa phi sa. Hoa phi sa sinh sống ở sa mạc, đúng là khó tìm, nhưng chắc chắn là Côn Luân có. Tôi và Lăng Hư phái Côn Luân từng qua lại một lần, chắc là có thể lấy được hoa phi sa. Tốt rồi, vậy thì chúng tôi về nơi tập kết của Vân Môn trước, thân đồ đạo hữu đi tìm hoa phi sa, tôi lập tức chuẩn bị điều chế thuốc chữa trị kinh mạch cho Lệnh Lang. Dương Bách Xuyên nói. Thân đồ Thành Cương mừng rỡ, thái độ của Dương Bách Xuyên khiến ông ta yên lòng. Người ta lập tức chuẩn bị chữa trị là chuyện tốt, không hề chậm trễ. Thân đồ Thành Cương cảm ơn rối rít, sau đó lấy cỏ thủy tiên và cỏ tử vân ra đưa cho Dương Bách Xuyên. Ông ta ngẫm nghĩ giây lát rồi lại đưa linh dịch thạch nhũ cho anh, Dương môn chủ, đây là linh dịch thạch nhũ, cậu cầm lấy đi. Bất kể lần này có thành công hay không, thân đồ Thành Cương đều cảm ơn cậu. Mặc dù thứ này không giống linh dịch thạch nhũ bình thường, nhưng chung quy cũng là dịch thạch nhũ, nếu có ích với cậu thì xin cậu hãy nhận lấy. Dương Bách Xuyên sững sờ, không ngờ thân đồ Thành Cương lại đưa huyền mộc linh nhũ cho mình. Nhưng sau đó anh nghĩ chắc là đối phương không biết đây mới là huyền mộc linh nhũ, nếu không sẽ không tùy tiện đưa cho mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 41.